Chào mừng các bạn đến nghe chuyện hay.com. Biếu thấy hay nhớ cho mình một đăng ký kênh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đấu La Thế Giới Ninja Convert, chương 31, cùng giết cho cốt, tiểu xương cốt, cố lên. Ninh Vinh Vinh không để ý chính mình hình tượng thục nữ, tại chữ phong chí trên đùi hô to, một bức cố gắng vì Kimimaro cổ vũ động viên bộ dáng. Chữ phong chí cũng không có ngăn cản Ninh Vinh Vinh, hắn thấy, đây là một chuyện tốt. Tuy nói hắn sẽ không khống chế nữ nhi của mình cảm tình, nhưng trên thế giới này hết thảy đều là có thể ảnh hưởng. Hắn đã tận lực giảm bớt Kimimaro bên người cùng tuổi tiểu nữ hài, hơn nữa còn cho mình tiểu công chúa thị nữ bên người nhóm an bài một chút đầu để đàm luận, muốn để nữ nhi của mình trong lúc lơ đãng nghe được. Ở trong sân chiến đấu, Kimimaro nghe được Ninh Vinh Vinh cố lên cổ vũ âm thanh, hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Cơ hội tốt. Kimimaro các đối thủ thấy vậy, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bắt được Kimimaro trong chớp nhoáng này sơ hở, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Đệ nhất hồn kỹ, vuốt sói, đệ nhất hồn kỹ, man nghiêu trà đạp, thứ hai hồn kỹ, thương gia như rồng, chấm 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 chấm. Bảy cái cường công hệ chiến hồn đại sư hồn kỹ đánh vào Kimimaro cốt giáp phía trên, cũng không có cho Kimimaro cốt giáp tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là có chút nhỏ xíu vết rách. Ngàn năm hồn kỹ cùng trăm năm hồn kỹ tại ngang cấp bên trong chênh lệch, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Cái này cũng là Kimimaro dựa theo đại sư cung cấp tư liệu, khai phát ra ngàn năm hồn kỹ. Tiểu xương cốt hắn thật mạnh a, rõ ràng bảy người kia đều so với hắn đẳng cấp cao hơn. Ninh Vinh Vinh che miệng nhỏ hoảng sợ nói, trong con ngươi lập lòe tia sáng, nhìn chừng chừng lấy giữa sân đang tại đại sát tứ phương Kimimaro. Đúng vậy a. Bây giờ cùng cảnh giới bên trong có thể đánh bại Kimimaro, toàn bộ đại lục đều khó có khả năng tìm được. Chữ phong chí kiêu ngạo nói, mà lại nói 10 phần chắc chắn, dù sao đệ nhất hồn hoàn chính là ngàn năm cấp bậc, toàn bộ đại lục phía trên, hắn chưa từng nghe qua. Nếu như không phải hắn biết Kimimaro tố chất thân thể quá cao, có không thể phục chế tính chất, hắn đều có một loại muốn giải bào Kimimaro xúc động. 10 ngón xuyên đánh, Kimimaro mảnh che tay nâng lên. Bàn tay bình thân, sau đó khẽ quát một tiếng. Hiu, 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 kèm theo xương ngón tay phóng ra, những cái kia lực cũ đã đi, lực mới không sinh đại hồn sư trong nháy mắt bị cái kia 10 khỏa hình bầu dục xương ngón tay đánh bay. Đây là suy yếu bản 10 ngón xuyên đánh, hoặc có lẽ là, có thể gọi là 10 ngón đánh. Ngón tay giữa cốt trở nên bóng loáng, dùng cái này tới giảm bớt lực sát thương. Trước mắt bảy người cũng coi như là thất bảo lưu ly tông bên trong tiểu thiên tài, tương lai nói không chừng có thể trở thành hồn thánh, thậm chí hồn đấu la, cốt đấu la. Cổ rong chính miệng đối với hắn nói, muốn thủ hạ lưu tình. Những người này căn bản là không có cách đối với Lữ Nhi tạo thành bất cứ uy hiếp gì, đừng nói lịch luyện, liền tiêu hao Lữ Nhi hồn lực có chút tốn sức. Cốt đấu la cổ rong mở miệng nói, 10 phần kiêu ngạo nhìn kiếm đấu la Trần Tâm một mắt, ngồi châm chọc cũng là vẫn không có từng đứt đoạn. Kiếm đấu la Trần Tâm đối với mình người bạn cũ này khoe khoang đã thành thói quen, nhưng mà quen thuộc về quen thuộc, hắn vẫn còn có chút phiền não. Đã như vậy, vậy thì do ta đến giúp hắn rèn luyện cái kia hư phù hồn lực. Kiếm đấu la Trần Tâm âm thanh vừa mới rơi xuống, cả người đã xuất hiện ở Kimimaro trước mặt. Tiểu tử, để cho ta tới nhìn xem ngươi cân lượng a, dùng toàn lực, bao quát ngươi chiêu kia thiên phú hồn kỹ. Kiếm đấu la Trần Tâm âm thanh rơi xuống. Sau đó cứ như vậy lặng lặng đứng tại Kimimaro trước mặt, dường như đang chờ hắn tiến công. Hắn là ở chỗ này đứng chắp tay, phảng phất toàn thân cũng là sơ hở, nhưng Kimimaro lại có thể nhìn ra, những sơ hở này mặc dù là thật sự, nhưng cái này cũng là kiếm đấu la Trần Tâm không có nghiêm túc nguyên nhân. Mà lúc này cốt đấu la cổ rong cơ hồ muốn nhảy dựng lên, vừa định đi lên tìm kiếm đấu la Trần Tâm lý luận, thuận tiện mắng to hắn không biết xấu hổ. Lại bị chữ phong chí ngăn lại. Cổ thúc, trước mắt tê giải lữ đứa nhỏ này chắc có cao giai hồn tôn thực lực, hơn nữa một đường đến nay quá mức thông thuận vô địch, để hắn kinh lịch một chút thất bại cũng là một chuyện tốt. Chữ phong chí mở miệng nói, mặc dù để một người bảo trì tuyệt đối tự tin là một chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức đó chính là tự đại. Hắn biết Kimimaro có tự đại vốn liếng, nhưng hắn muốn đem Kimimaro bồi dưỡng thành một vị hoàn mỹ hồn sư. Bất luận là thực lực hay là tính cách. Nghe vậy, cốt đấu la cổ rong mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là một lần nữa ngồi xuống, sắc mặt âm trầm nhìn xem trong sân kiếm đấu la Trần Tâm.
Nếu như mình đồ nhi thương tổn tới, hắn nhất định muốn cùng tiện nhân kia thật tốt tâm sự. Mặc dù ngạnh thực lực đánh không lại, nhưng bằng mượn chính mình quỷ dị, phiền cũng muốn phiền chết hắn. Là, Kimimaro sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn cơ hồ không có từng làm ra bất luận cái gì biểu lộ, ngoại trừ tại Ninh Vinh Vinh trước mặt lộ ra cái kia cảm giác không tốt nổ tung nụ cười bên ngoài. Vừa nói, Kimimaro lùi về phía sau mấy bước, bàn tay cũng đặt ở gáy mình chỗ. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, sau đó là một tiếng xương cốt đột nhiên đâm thủng huyết nhục ra thịt âm thanh. Tại kiếm đấu la trần kinh hãi dị dưới ánh mắt, Kimimaro rút ra cột sống của mình cốt. Theo xương cột sống rút ra, Kimimaro thần sắc cuối cùng có một chút gợn sóng, da mặt hắn có chút run rẩy, phảng phất là đau tới cực điểm đồng dạng. Một thanh so Kimimaro còn cao hơn cực lớn cốt kiếm cứ như vậy xuất hiện ở Kimimaro trong tay. Đây là Shikosumiaku, một loại năng lực, có thể đem tự thân xương cốt tính dẻo, vốn là hắn muốn làm một cái cự thương, nhưng mà nghĩ đến cái kia có thể xem như sau này mình hồn kỹ, hắn liền không có làm như vậy. Tụ tập khí làm kiếm, kiếm đấu la trần tâm nói khẽ, sau đó trong tay xuất hiện một thanh ba thước thanh phong, so với Kimimaro cực lớn cốt kiếm bề ngoài hơi suýt chút nữa, bất quá cái kia kiếm khi bén nhọn lạt mặt người đau nhức. Kimimaro cũng không có lên tiếng. Hắn chỉ cần không nói lời nào, hắn mỗi một cái đại chiêu liền cũng là bình a. Cực lớn cốt kiếm hung hăng bổ về phía kiếm đấu la trần tâm, kiếm đấu la trần tâm đưa tay đem ba thước thanh phong đưa ngang trước người, chặn cái kia to lớn cốt kiếm. Keng, kim thiết đụng nhau âm thanh bộc phát ra, kiếm đấu la trần tâm cánh tay hơi run một chút một chút. Cái này đã tốt vô cùng, dù sao đây cũng không phải là cái gì hồn kỹ, chỉ là Kimimaro một lần phổ thông vung chặt. Keng. Keng, keng, keng keng keng, liên tục kim thiết va chạm âm thanh vang lên, Kimimaro trong tay cực lớn cốt kiếm đã sắp múa ra tàn ảnh, tốc độ nhanh đến hắn bây giờ cái này thân thì có thể đạt tới cực hạn, nhưng mỗi lần đều sẽ bị kiếm đấu la trần tâm hời hợt đỡ được. Hắn biết, chính mình bây giờ suy nhược này lực lượng hay là cùng giới này cường giả có chút chênh lệch. Người cái kia thiên phú hồn kỹ có thể dùng đến loại trình độ nào? Kiếm đấu la trần tâm mở miệng nói. Sau đó hai mắt như kiếm, một cỗ kiếm ý bén nhọn phóng lên trời, cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh kinh khủng lợi kiếm, tựa hồ muốn đâm thủng lấy thương khung. Hắn muốn thử một chút hư hư thực thực, quy tắc, lực lượng đáng sợ. Cùng giết cho cốt, Kimimaro hét lớn một tiếng, cũng coi như là đang nhắc nhở kiếm đấu la trần tâm. Chỉ thấy Kimimaro lòng bàn tay đột nhiên chui ra một tiết xám trắng xương ngón tay, phía trên tản ra kinh khủng tang thương khí tức. Phảng phất là cái nào đó sinh vật cao cấp lưu lại xương cốt. Kiếm đấu la trần tâm con ngươi hơi co lại, một cỗ trong sinh tử đại khủng bố bao phủ ở trên người hắn, trong minh minh âm thanh nói cho hắn biết, không thể bị vật kia đánh trúng, thậm chí không thể đi đụng vào vật kia. Phảng phất chuột đồng gặp được rắn độc, dê con gặp được sói đói đồng dạng, đây là sinh mệnh đẳng cấp áp chế, cùng tự thân mạnh yếu, ý chí phải chăng kiên định không quan hệ. Kiếm khí. Kiếm đấu la trần tâm kiếm ý trùng thiên, phảng phất một tôn trong kiếm chân thần, trong hai con ngươi tóe ra tia sáng lúc này cũng hóa thành kiếm mang, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Cái này uy thế kinh khủng bộ dáng bị Kimimaro ghi nhớ, hắn là không nghĩ tới kiếm thuật vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Hắn biết, kiếm đấu la trần tâm lúc này bộc phát, là thuần túy tới cực điểm ý chí, trước mắt tạm thời có thể xưng là kiếm ý. Cỗ kiếm ý này đủ để ảnh hưởng người khác ý chí. Có thể so với huyễn thuật. Cái kia tiết xám trắng xương ngón tay mang theo kình phong bay ra, kiếm đấu la trần tâm trực tiếp ném ra trong tay từ kiếm khí tạo thành ba thước thanh phong, trực tiếp sử dụng hồn lực ngự kiếm. Ba thước thanh phong cùng xám trắng xương ngón tay chạm vào nhau, cũng không có cái gì âm thanh khủng bố bộc phát, chỉ có ba thước thanh phong theo gió tiêu tán cho bụi. Cái kia ba thước thanh phong là từ kiếm đấu la trần tâm kiếm khí ngưng kết mà thành. Dù cho tán loạn cũng sẽ hóa thành hồn lực quay về kiếm đấu la trần tâm thể nội. Nhưng mà hiện nay kiếm đấu la trần tâm cũng không cảm thấy cái kia cỗ hồn lực quay về. Chương 32, có chút em mờ Ninh Vinh Vinh. Quả nhiên, kiếm đấu la trần lòng đang trong nội tâm nói thầm một tiếng. Cho dù là hắn bị cái kia tên là cùng giết cho cốt xương ngón tay đánh trúng bản thể, cũng sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Đây không phải độc, nhưng lại so độc càng thêm khốc liệt vô số lần. Làm cùng giết cho cốt sau khi biến mất, Kimimaro khí tức cả người cũng uể oải đứng lên, thậm chí có chút đứng không yên, trực tiếp ngã về phía sau.
Cốt đấu la cổ rong trong nháy mắt xuất hiện tại Kimimaro sau lưng, ôm lấy Kimimaro sắp ngã xuống thân thể, sau đó căm tức nhìn kiếm đấu la Trần Tâm, mà kiếm đấu la Trần Tâm cũng nhìn về phía xương cốt la cổ rong, ánh mắt 10 phần ngưng trọng. Cốt đấu la cổ rong vốn là muốn tìm kiếm đấu la Trần Tâm phiền phức, nhưng mà nhìn thấy cái ánh mắt này, hắn biết, chính mình lão hỏa kế có chuyện tự nhủ. Một chiêu này quả thật là quy tắc loại sức mạnh, cho dù là người ta bị một chiêu này đụng tới, cũng là một cái chạm vào tức tử kết quả. Kiếm đấu la Trần Tâm ngưng trọng đạo, hắn vừa mới chính xác cảm thấy tử vong uy hiếp, thậm chí chính mình võ hồn thất sát kiếm đều đang hướng hắn cảnh báo. Hắn biết cái kia tiết tên là cùng giết cho cốt xương ngón tay đánh không trúng hắn, Kimimaro cũng không khả năng thật sự đem cái kia tiết xương ngón tay ném ở trên người hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ không cầm được sợ hãi, cái kia cùng ý chí không quan hệ, là linh hồn phương diện bên trên áp chế, tương tự với võ hồn áp chế, thông thường kiếm sát cùng thất sát kiếm, thông thường thiết chùy cùng hạo thiên chùy. Đứa nhỏ này, Chữ Phong Chí cũng tới đến giữa sân, cũng nghe đến kiếm đấu la Trần Tâm mà nói, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn xem Kimimaro. Tại Chữ Phong Chí trong ngực Ninh Vinh Vinh tự nhiên cũng nghe đến, bất quá nàng bây giờ quan tâm hơn chính là tiểu xương cốt hiện tại rốt cuộc thế nào. Ô, qua, tiểu xương cốt ngươi thế nào? Ninh Vinh Vinh nhào vào Kimimaro trên thân, bắt đầu một khi gào khóc, cũng đánh thức tại chỗ 3 vị hồn sư giới đỉnh nhân vật. Vinh Vinh, ngươi tiểu xương cốt không có việc gì, hắn chỉ là hồn lực tiêu hao quá lớn mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền tốt. Kiếm đấu la Trần Tâm vội vàng mở miệng dụ dỗ nói, liền cùng cổ rong cùng Chữ Phong Chí chứng minh cái kia cùng giết cho cốt khủng bố tâm tư cũng không có, hắn thấy, vẫn là mình tiểu công chúa trọng yếu một chút. Nhưng kiếm đấu la Trần Tâm mà nói cũng không có thành công để Ninh Vinh Vinh an tĩnh lại, ngược lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng. Kiếm ra ra ta chán ghét ngươi, Ninh Vinh Vinh hô to, sau đó tiếp tục khóc lớn. Vốn là Ninh Vinh Vinh đối với Kimimaro cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng mà mấy ngày nay ở chung, nàng cảm giác chính mình cùng Kimimaro có một loại ăn ý, giống như hôm trước ra ngoài dạo phố một dạng, chính mình coi trọng một thứ, Kimimaro đồng thời cũng xem trọng, hơn nữa Kimimaro là muốn đưa cho chính mình. Không chỉ có như thế, nàng cảm giác Kimimaro cùng những cái kia đối với chính mình dán khuôn mặt nịnh hót ra hỏa không giống nhau. Kimimaro cũng không phải bởi vì thân phận của nàng mới tiếp cận chính mình. Tối thiểu nhất Ninh Vinh Vinh thì cho là như vậy, dù sao không có cái kia đối với nàng nịnh hót người sẽ vi phạm mệnh lệnh của nàng. Mà Kimimaro mặc dù sẽ chống lại mệnh lệnh của nàng, nhưng lại sẽ không chán ghét nàng, chính là điểm này, nàng chưa bao giờ tại người đồng lứa trên thân cảm nhận được qua. Ninh Vinh Vinh có thể có một chút em mờ tính cách, nhìn thấy Kimimaro cái này có khi sẽ phản kháng nàng tiểu xương cốt. Nàng cảm giác rất mới mẻ, hơn nữa tiểu xương cốt cũng không phải một mực cãi vã phản kháng nàng. Bình thường một chút việc nhỏ, tiểu xương cốt vẫn là vô cùng thuận theo. Nhưng mà một chút nguyên tắc tính chất bên trên sự tình, tiểu xương cốt thì sẽ không đáp ứng nàng. Kimimaro biết cái này tiểu ma nữ thật sự có chút một chút như vậy run em mờ thuộc tính, nhưng mà không lớn, người có thể thích hợp cường thế một chút, nhưng không thể một mực cường thế, trong đó nên nắm chắc hảo một cái độ. Nghe được nhà mình tiểu công chúa mà nói sau, kiếm đấu la Trần Tâm như bị sét đánh, cả người đều cứng lại, nhếch to miệng, cũng không phát ra được thanh âm gì. Hắn giống như bị tiểu công chúa ghét, trước đó tiểu công chúa cũng là rất thích hắn. Kể từ tiểu tử này sau khi đến, mình tại tiểu công chúa hình tượng trong lòng liền thẳng tắp giảm xuống. Con lợn này còn không có ủi cải trắng đâu, cải trắng liền bắt đầu ghét bỏ chiếu cố mình lão nông, chờ con lợn này trưởng thành cái kia còn. Kiếm đấu la Trần Tâm bắt đầu dỗ dành nhà mình tiểu công chúa, đồng thời để chứng minh nàng tiểu xương cốt chính xác không có việc gì, kiếm đấu la Trần Tâm trực tiếp đem hồn lực của mình đánh vào đến Kimimaro trong thân thể, kích thích Kimimaro đột nhiên mở mắt ra. Phảng phất xác chết vùng dậy đồng dạng, Kimimaro bị cái kia cường hoành hồn lực trực tiếp bắn lên cao cờ một người khoảng cách, sau đó bằng vào cường đại cơ thể năng lực cân đối, thành công đứng thẳng. Tiểu xương cốt ngươi cuối cùng tỉnh. Ninh Vinh Vinh khóc hoa khuôn mặt, không có cái gì lê hoa đái vũ cảm giác, cái kia nước mũi pha mà treo ở trên mũi càng biến càng lớn. Ta không sao, Kimimaro nguyên bản gương mặt không cảm giác bên trên đột nhiên hiện lên một nụ cười. Hắn cả khuôn mặt cũng là lãnh khốc đến cực điểm phong cách, trong hai con ngươi thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là nhếch miệng lên, lộ ra quái dị cực kỳ. Phốc, Ninh Vinh Vinh bị Kimimaro chiêu này trực tiếp phá phòng ngự.
nín khóc mỉm cười, mũi ngọc tinh xảo bên trên nước mũi pha cũng phá, phát ra có chút hài hước bọt khí vỡ tan âm thanh. Thế vậy, tại chỗ ba người đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười, bao quát vừa mới còn hóa đá kiếm đấu la Trần Tâm. Chỉ là ba người cảm thấy Kimimaro nụ cười thích hơn cảm giác, dù sao cái loại cảm giác này. Cho dù là An nói có ý tứ kiếm đấu la Trần Tâm đều bị con lợn này chọc cười. Bất qua sau đó kiếm đấu la Trần Tâm liền không cười được, bởi vì nhà mình tiểu công chúa đột nhiên ôm lấy con lợn này, nhìn thấy cảnh tượng như thế, lão nông kiếm đấu la Trần Tâm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Mau buông ra, do dự còn thể thống gì a? Kiếm đấu la Trần Tâm mở miệng nói, đồng thời nhìn sang chữ phong trí, ra hiệu hắn nhanh lên bảo vệ một chút nhà mình tiểu công chúa. Tại chỗ ba cái đại nhân, đại khái là chỉ có kiếm đấu la Trần Tâm không muốn bây giờ để Kimimaro cùng Ninh Vinh Vinh có tiếp xúc. Đương nhiên, cũng chỉ là bây giờ không muốn, dù sao hắn cũng tìm không thấy có cái gì so Kimimaro ưu tú hơn hài tử. Mà chữ phong trí vốn là suy nghĩ để Kimimaro lên làm môn con rể, đến lúc đó hạ hạ một đời thất bảo lưu ly tông tông chủ vẫn như cũ họ Ninh. Đến nỗi cột đấu la cổ rong, nhìn mình đệ tử cùng nhà mình tiểu công chúa cùng một chỗ, hắn không giống kiếm đấu la Trần Tâm một dạng có nhà mình cải trắng bị heo ủi cảm giác, hắn chỉ có thể có loại nhà mình heo cuối cùng ủi nhà mình cải trắng cảm giác. Không quan hệ, đều là trẻ con, bọn hắn biết cái gì. Cốt đấu la cổ rong mở miệng nói, một bức mười phần tùy ý bộ dáng, phảng phất chính là cố ý vì tức giận chính mình lão hỏa kế kiếm đấu la Trần Tâm đồng dạng. Nghe vậy, kiếm đấu la Trần Tâm đột nhiên trợn to hai con ngươi, hung tợn nhìn chằm chằm cốt đấu la cổ rong. Tiểu xương cốt, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, còn có, ngươi đừng cười. Ninh Vinh Vinh ngây ngô mà cười cười mở miệng nói, nàng thật sự không muốn lại nhìn thấy Kimimaro nụ cười, thật sự là quá trêu chọc. Ân, Kimimaro trong nháy mắt thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Nhìn thấy Kimimaro bộ dáng này, chữ phong trí nụ cười mạnh hơn. Hừ, tiểu xương cốt, chúng ta đi, bồi ta đi dạo phố. Ninh Vinh Vinh trên mặt mang nước mắt cùng nước mũi vết tích, nhưng vẫn là vui vẻ ra mặt nhìn mình tiểu xương cốt. Nghe vậy, Kimimaro sững sờ, sau đó lắc đầu. Hôm nay còn có bài tập, ngày mai. Kimimaro cứng ngắc đạo, hắn nhất định phải là một cái có nghị lực, có bền lòng tiểu hài tử. Bây giờ chữ phong trí cùng cốt đấu la cổ rong đã mười phần vừa ý chính mình. Hắn bây giờ muốn chiến lược, chính là kiếm đấu la Trần Tâm. Hừ, nhân gia đều vì ngươi khóc. Ngươi liền không thể bồi nhân ra một ngày sao? Ninh Vinh Vinh tiểu tính tình đi lên, mặc dù trên mặt như tiểu hoa miêu đồng dạng, thế nhưng cỗ điêu ngoa khí chất lại trở về tới. Sư phó nói, tu hành nhất thiết phải kiên trì bền bỉ, bằng không thì liền sẽ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Kimimaro tiếp tục sững sờ tiếng nói. Bộ dáng này để cốt đấu la cổ rong mỉm cười gật đầu, hắn chính xác đã nói như vậy. Khụ khụ, không quan hệ. Bài tập có thể buổi tối làm, người trước tiên bồi Vinh Vinh đi chơi một chút. Cốt đấu la cổ rong tay cầm thành quyền đặt ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng, một bức nghiêm sư bộ dáng, bất quá lúc nói chuyện, lại là tranh công tựa như nhìn về phía nhà mình tiểu công chúa. Quá tốt rồi, ta thích nhất xương cốt ra ra. Tại Ninh Vinh Vinh một tiếng hô to bên trong, kiếm đấu la Trần Tâm phảng phất bị một thanh kiếm sắc xuyên tim, lần nữa hóa đá. Chương 33, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nặc Đinh Thành, Nóc Đanh sơ cấp học viện, đại sư văn phòng, Flender hào hứng cùng đại sư giới thiệu sử lai khác bên trong tiểu quái vật cùng với mấy cái lão sư, không ngừng mê hoặc chữ đại sư, muốn để đại sư đi theo hắn đi sử lai khác học viện. Mà đại sư cũng rõ ràng động lòng, dù sao Nóc Đanh học viện chung quy là người khác, hắn cùng Nóc Đanh học viện viện trưởng là bằng hữu, nhưng cũng còn kém rất rất xa hắn cùng Flender quan hệ. Hơn nữa Flender thực lực cũng so Nóc Đanh học viện viện trưởng mạnh hơn nhiều. Sau này muốn cho hắn hai cái đệ tử kèm theo hồn hoàn, thực lực của mình rõ ràng là không đủ. Flender, ta có thể mang theo Phú Giang cùng Tiểu Tam đi sử lai khác, nhưng mà ta muốn ngươi cam đoan, không cho phép nhường ngươi những học sinh khác biết Phú Giang chuyện, chuẩn xác như hôm nay đối với Mã Hồng Tuấn đưa bé kia một dạng chuẩn xác cho hắn một cái 900 năm hồn hoàn, mặc dù không bằng vãn năm. Nhưng cái này cũng là vì Phú Giang an toàn nghĩ. Đại sư cuối cùng nhả ra, cũng làm cho lại nhảy Flender vui mừng quá đỗi, cơ hồ muốn từ trên ghế nhảy dựng lên, chuẩn xác mà nói hắn đã nhảy cần lên. Hồn thánh cấp bậc hồn lực tu vi để Flender tố chất thân thể hết sức ưu tú,
cái nhảy này, trực tiếp để đầu của hắn cùng trần nhà tiếp xúc thân mật một chút. Tư A không có vấn đề, Tiểu Cương, ngươi yên tâm, ta Flender là hạng người gì ngươi còn không biết sao. 900 năm cũng so 400 năm hảo. Flender vuốt vuốt đầu của mình, hắc hắc cười khúc khích nói. Hắn đệ tử đích truyền chính là Mã Hồng Tuấn, đệ nhất hồn hoàn mặc dù không có vạn năm, nhưng 900 năm hồn hoàn cùng 400 năm hồn hoàn chênh lệch cũng là lớn vô cùng. Hơn nữa Flender tin tưởng, bằng vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, hoàn toàn có thể lừa gạt. Thuyết phục đại sư vì mình đệ tử đích truyền kèm theo một cái màu đen vạn năm hồn hoàn. Còn có, người lão sư trong học viện cũng là như thế, người chưa có trách ta như thế phòng bị người khác. Trên thực tế tại ta viết thư cho người phía trước, ta cũng suy nghĩ ròng rã một ngày, cân nhắc có nên hay không nói cho người chuyện này. Đại sư tấm lấy khuôn mặt mở miệng nói. Hắn không có chút nào che giấu đối với Sử Lai Khắc các lão sư khác không tín nhiệm, dù sao loại sự tình này chỉ cần lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên lớn lục phong mây biến ảo. Một khi lan truyền ra ngoài, chờ đợi Phú Giang chính là không chết không thôi đuổi bắt, Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, bên trên ba tông, phía dưới tứ tông, tất cả lớn nhỏ đối với bảy đại tông môn vị trí ngấp nghé không dứt môn phái nhỏ đều sẽ phái ra bọn hắn hết thảy sức mạnh theo đuổi bắt Phú Giang. Mặc dù không nói phải Phú Giang giả được thiên hạ, nhưng một khi nhận được Phú Giang, tự thân thế lực đời sau thiên tài tuyệt đối sẽ siêu việt thế lực khác đời sau, dù sao trăm năm hồn hoàn cùng vạn năm hồn hoàn căn bản không thể so sánh. Không có vấn đề, người nói cái gì chính là cái đó, liền xem như Nhị Long tới hỏi ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói, những năm này ngươi còn không biết ta sao. Miệng của ta đây chính là tối nghiêm, Flender vỗ ngực nói. Trên thực tế chuyện này tại Sử Lai Khắc đã mọi người đều biết, nhưng hắn bây giờ cũng không có biện pháp khác, có thể lừa gạt một đoạn thời gian là một đoạn thời gian, hơn nữa hắn cũng xuống phong khẩu lệnh, hẳn là đại khái, có thể, sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe vậy, đại sư nhíu mày, có chút hoài nghi nhìn mình lão bằng hữu, người bạn cũ này đối đãi bằng hữu có thể nói là vô điều kiện tin tưởng. Một lát nữa đợi Phú Giang hai người bọn họ trở về. Ta liền mang theo bọn hắn rời đi, người đi cùng Nóc Đanh học viện viện trường thương lượng một chút. Đại sư mở miệng nói, hắn biết Nóc Đanh học viện viện trường thì sẽ không phóng hai tiên thiên đầy hồn lực hài tử đi, dù cho một đứa trẻ trong đó võ hồn là phế võ hồn, cho nên hắn chỉ có thể để Flender vị này hồn thánh đi cùng Nóc Đanh học viện viện trường thương lượng. Mặc dù hắn cùng Nóc Đanh học viện viện trường là bằng hữu, nhưng vì mình hai cái đệ tử tương lai, hắn chỉ có thể trước bỏ qua chính mình cái này Nóc Đanh học viện viện trưởng bằng hữu. Ngay tại lúc đó, Thánh Hồn Thôn, đầy trời xinh đẹp cánh hoa phiêu linh, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Phú Giang nhìn xem trước mặt Tiểu Vũ cùng Đường Tam, mặt không biểu tình, hắn đã biết Tiểu Vũ hồn thú thân phận, bất quá hắn cũng không có nói rõ ràng, cũng không có muốn ngấp nghé Tiểu Vũ hồn hoàn ý tứ. Dù sao Tiểu Vũ thế nhưng là thiên mệnh người, hắn còn không có hao xong lông dê đâu. Tự nhiên không thể để Tiểu Vũ xảy ra chuyện, hơn nữa thiên mệnh nhân thân bên trên lông dê cũng tuyệt đối so với một cái gọi là 10 vạn năm hồn hoàn cùng 10 vạn năm hồn cốt quý giá hơn. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Phú Giang âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt lăng lệ, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nhìn xem Phú Giang bộ dáng này, Tiểu Vũ rõ ràng bị sợ nhảy một cái, đỉnh đầu con thỏ lỗ tai lập tức đứng lên, dù sao Phú Giang cho nàng bóng tối thực sự quá lớn. Ta đã biết, Tiểu Vũ trốn ở Đường Tam sau lưng, một bức thật đáng sợ bộ dáng, dù sao Phú Giang mặc dù dáng dấp dễ nhìn, nhưng mà Tiểu Vũ đối với Phú Giang ấn tượng đầu tiên không tốt, hơn nữa nàng cũng vô cùng sợ cái này chỉ dùng ánh mắt thì có thể làm cho nàng một lần nữa thể nghiệm một lần cái kia tê tâm liệt phế cảm giác ra hỏa. Nhìn thấy Tiểu Vũ bộ dáng này, Phú Giang khẽ nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Cái này cho ngươi. Phú Giang từ rộng thùng thình nơi ống tay áo lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ có chút sợ tiếp nhận cái kia quyển trục, phía trên một cái to lớn phong chữ để Tiểu Vũ hơi sững sờ. Chính mình vừa mới nhận hai người làm ca ca, Đường Tam là đại ca, Phú Giang là nhị ca, sau đó Đường Tam cho nàng một kiện tên là vô thanh tụ tiện ám khí, Phú Giang cho đây là. Đây là của ngươi gia truyền hồn kỹ. Đường Tam nghi ngờ hỏi. Hắn cũng đã nhận được Phú Giang gia truyền hồn kỹ, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hiểu được những thứ này hồn kỹ đáng sợ cùng chân quý. Căn cứ vào Phú Giang giảng thuật,
hắn gia truyền hồn kỹ bên trong không chỉ có thông thường công kích loại hồn kỹ, còn có rất nhiều bất đồng, trị liệu, phong ấn, tăng phúc các loại hơn không kể xiết. Những vật này bất luận đặt ở thế lực kia trước mặt đều sẽ để những cái kia thế lực từ bỏ cái kia cái gọi là mặt mũi, trực tiếp ra tay cướp đoạt. Một cái phong ấn thuật có thể phong ấn khí tức cùng chân tướng. Phú Giang nói ra để Tiểu Vũ như rơi vào hầm băng mà nói. Tiểu Vũ nhìn chừng chừng lấy Phú Giang, cước bộ không tự chủ lui về phía sau. Nàng muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình không đường có thể trốn. Nàng mặc dù cùng Phú Giang giống nhau là một vòng hồn sư, nhưng người với người không thể cua đũa cả nắm. Nàng cái này hồn sư cùng Phú Giang cái này hồn sư chênh lệch rất lớn. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Dầu Giang chính xác đảo, trong mắt Lăng Lệ cũng nhu hòa một cái chớp mắt, lặp lại lần nữa câu nói này, phảng phất là tại bảo đảm đồng dạng. Nghe vậy, Tiểu Vũ ngây ngần cả người, lui về phía sau cước bộ cũng ngừng, nàng cảm nhận được Phú Giang trong những lời này chân thành. Tốt a, chính là một loại không dễ bị phát giác ngụy thôi miên huyễn thuật. Người chúng thuật sẽ bị vô ý thức thôi miên, chỉ có thể đối với thực lực nhỏ yếu người sử dụng, là căn cứ vào đường thiên thần nguyên lý cải tiến một loại tiểu huyễn thuật. A cấp, hắn đối với giúp đỡ sử dụng tới, cũng coi như là một cái không tệ thuật. Cùng đường thiên thần so sánh kém rất nhiều, chỉ có thể yếu ớt ám chỉ người chúng thuật, cũng chính là cắm vào một cái yếu ớt tiềm thức, sở dĩ là A cấp huyễn thuật, là bởi vì thuật này cùng chính bản đường thiên thần một dạng, là không hạn thời gian. Tối thiểu nhất cái này không tính là tổn thương những cái này thiên mệnh người. Hắn không có đối với đường tam sử dụng tới, bởi vì hắn biết đối phó đường tam căn bản vốn không cần loại thủ đoạn nhỏ, mà đối phó tiểu vũ loại này đối với chính mình lòng cảnh giác rất lớn hồn thú, liền muốn dùng một chút. Ân, tiểu vũ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là không có thả xuống đối với Phú Giang cảnh giác, chỉ là tạm thời từ bỏ bây giờ chạy trốn ý nghĩ. Phong ấn tự thân khí tức cùng chân tướng, ẩn nấp loại hồn kỹ sao? Đường tam cao mày, một bức bộ dáng suy tư, chậm rãi mở miệng nói. Chương 34, Hoa Hồng Khách Sạn. Thời gian 6 năm nháy mắt thoáng qua, cái này 6 năm bên trong, Phú Giang cùng đường tam cũng không có đi xử lai khác, hoặc có lẽ là, bọn hắn đi, nhưng lại trở về. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Phó Viện trưởng Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực nhìn thấy Phú Giang sau đó, mở miệng câu nói đầu tiên là, đây chính là cái kia có thể để hồn thú tiến hành hiến tế tiểu quái vật a. Chuyện đương nhiên, đại sư nổi giận đùng đùng mang theo Phú Giang cùng đường tam rời đi, mặc kệ Flender khuyên như thế nào cũng vô dụng, sau đó nghe nói Sử Lai Khắc Viện trưởng cùng Phó Viện trưởng ở giữa luận bàn liền nhiều, mỗi lần Phó Viện trưởng đều sẽ dưỡng một đoạn thời gian thương. Mà thời gian qua đi 6 năm sau hôm nay, đại sư lại để cho hai người bọn họ đi tác thác thành Sử Lai Khắc học viện. Mặc dù không biết đại sư rốt cuộc là ý gì, bất quá hai người nghe vẫn là đi theo đại sư chỉ thị, đi thẳng tới tác thác thành. Sử Lai Khắc học viện thật sự có các ngươi nói lợi hại như vậy sao? Tiểu Vũ cái kia thanh âm líu díu vang lên, lại không có để hai người lòng sinh bực bội. Đường tam trực tiếp cưng chiều nhìn về phía Tiểu Vũ, mà Phú Giang cũng là liếc mắt Tiểu Vũ một mắt. Nàng mấy năm này qua 10 phần thoải mái, bởi vì Phú Giang cho nàng phong ta pháp ấn, nàng bây giờ cũng không lo lắng có phong hào đấu la phát hiện nàng bản thể, cho nên làm việc càng thêm không chút kiêng kỵ. Hơn nữa Phú Giang cơ hồ trở thành Tiểu Vũ di động túi tiền, chỉ cần là Tiểu Vũ đồ vật yêu thích, Dầu Giang đô sẽ đem hắn mua lại, mà Phú Giang tiền cũng là vũ hồn điện bên trong người đưa tới. Ngay từ đầu Phú Giang còn có thể phẫn nộ, ném đi những cái kia tạp. Hơn nữa rõ ràng biểu thị mình nhất định sẽ giết chết nam nhân kia. Nhưng về sau Tiểu Vũ nhưng là bắt đầu an ủi Phú Giang, nói chúng ta đối mặt địch nhân vỏ bọc đường lợi kiếm, muốn đem vỏ bọc đường ăn hết, tiếp đó đem lợi kiếm đánh lại. Cuối cùng Phú Giang vẫn là khuất phục tại Tiểu Vũ dưới dâm uy. Những cái kia kim hồn tệ, tu hành tài nguyên, đủ loại tu hành sách, cùng với một cái vũ hồn điện thánh tử lệnh, gần với giáo hoàng lệnh tồn tại, Dầu Giang đô là sắc mặt khó coi tại Tiểu Vũ ánh mắt dò xét bên trong tiếp nhận. Mặc dù Tiểu Vũ cũng vô cùng chán ghét, thậm chí là cửu thị vũ hồn điện, nhưng những chỗ tốt này nàng cũng là nhận, giống như chính nàng nói như vậy, ăn hết vỏ bọc đường, ném đi lợi kiếm. Đây cũng là giải quyết hắn sau này tài phú nơi phát ra vấn đề, bất quá cái này cũng cho Phú Giang đánh lên vũ hồn điện nhãn hiệu. Đại sư cũng là người được lợi một trong, hắn đối với những sách vở kia yêu thích không buông tay, thậm chí nhiều phương diện nghe bây giờ vũ hồn điện thánh tử tên. Uchiha Itachi, hắn rất kỳ quái, tại Phú Giang trong miệng,
Uchiha Itachi là một cái giết cha giết mẹ ác nhân, vậy tại sao còn muốn đối với Phú Giang như thế chiếu cố? Gia nhập Vũ Hồn Điện, Uchiha Itachi không phải hẳn là vì thanh danh của hắn đem Phú Giang cái này biết hắn đi qua đệ đệ giết chết sao? Đại sư cũng hỏi qua Phú Giang cũng nói Uchiha Itachi là thằng điên, tên điên chính cống, tinh thần có vấn đề loại kia, rõ ràng đã giết chết trừ đệ đệ bên ngoài tất cả thân nhân, lại đối với hắn người em trai này như thế bảo vệ. Sau đó đại sư bắt đầu não bổ, cuối cùng được ra hai cái kết luận, hoặc chính là Phú Giang lừa hắn, bất quá khả năng không lớn, dù sao Phú Giang trong ánh mắt sát ý cùng hận ý là không lừa được người, hoặc chính là Uchiha Itachi thật là đầu óc có vấn đề, tại giết chết tất cả thân nhân sau đó, hắn đối với trên đời này một cái duy nhất thân nhân phá lệ chân quý, hoặc là Uchiha diệt môn có ẩn tình khác, Sử Lai Khắc các lão sư thực lực rất mạnh, ta để tam hồn hoàn cũng muốn để Flender viện trưởng hỗ trợ thu được. Đường Tam mịt mờ nhìn Phú Giang một mắt, trên thực tế hắn đệ tam hồn hoàn chỉ cần một cái 9.000 năm hồn thú là được rồi, mà đơn thuần một cái 9.000 năm hồn thú, bằng vào bây giờ chính mình cùng Phú Giang hai người, hoàn toàn có thể vô hại đánh giết. Nhưng mà hồn thú trong rừng rậm nguy cơ tứ phía, 9.000 năm hồn thú chung quanh có thể sẽ có vạn năm hồn thú lãnh địa, vì an toàn, đại sư vẫn là quyết định để Flender bọn người bảo hộ hai người. Hơn nữa Phú Giang có thể để hồn thú tiến hành hiến tế chuyện này, hắn liền Tiểu Vũ cũng không có nói cho. Hừ, Tiểu Vũ kiều hừ một tiếng, nàng không nghe được săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn loại sự tình này. Trước tiên tìm địa phương ở lại, Phú Giang mở miệng nói, sau đó đem trong tay thẻ vàng đưa cho Tiểu Vũ, so với loại chữ tác tác Đường Tam, vẫn là lúc này hào phóng lấy ra tạp Phú Giang hấp dẫn hơn người. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Vũ vẫn là nhìn về phía Đường Tam. Luận tướng mạo, Đường Tam không thể cùng Phú Giang đánh đồng, luận thiên phú, Đường Tam mặc dù đã là 30 cấp, nhưng Phú Giang đã 39 cấp, kém nhất cấp liền cấp 40, luận tài phú, Đường Tam mỗi tháng kim hồn tệ trợ cấp bất quá 10 cái, mặc dù cũng làm thợ rèn phụ cấp, nhưng là cùng tiện tay lấy ra tạp Phú Giang không cách nào so sánh được. Đối với cái này, Phú Giang chỉ có thể đem loại này thần kỳ hiện tượng phân loại làm thiên mệnh chi tử cùng thiên mệnh chi nữ lẫn nhau hấp dẫn. Cái này tác thác thành bên trong, giống như chỉ có một nhà quán trọ a. Đường Tam nghĩ tới đã từng tới tác thác thành kinh lịch, không khỏi có chút lúng túng mở miệng nói. Vậy chúng ta còn không mau đi, Tiểu Vũ cao giọng nói, sau đó lôi kéo Đường Tam cùng Phú Giang bắt đầu không có mục đích lao nhanh, vẫn là Đường Tam chỉ rõ phương hướng mới đi đến được một nhà nhìn qua cũng rất. Để trẻ vị thành niên lúng túng lữ điếm, Hoa Hồng khách sạn, ba người đi vào khách sạn, Tiểu Vũ miểu thị, muốn ba cái gian phòng, kết quả sân khấu nói gian phòng chỉ còn lại một cái. Tiểu Vũ quay đầu nhìn một chút Đường Tam, sắc mặt có chút đỏ bừng, nàng không phải không hiểu những thứ này. Nhị ca, nếu không thì ngươi đi tác thác thành Vũ Hồn Điện ở một đêm. Tiểu Vũ mà nói giống như lợi kiếm xuyên tâm đồng dạng, hung hăng đâm vào Phú Giang trong đầu. Người có Vũ Hồn Điện thánh tử lệnh, hai chúng ta không có. Tiểu Vũ sắc mặt đỏ lên giải thích nói, nhưng thật tình không biết nàng càng giải thích càng lúng túng. Phú Giang mặt không thay đổi nhìn xem Tiểu Vũ, sau đó lại nhìn một chút muốn ngăn cản Tiểu Vũ nói như vậy Đường Tam. Ân, Phú Giang âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra, sau khi nói xong lập tức muốn quay người rời đi. Bộ dáng này cho người ta một loại 10 phần cảm giác cô đơn, Đường Tam sững sờ. Hắn cho dù đối với nam nữ phương diện đầu óc tương đối trễ cồn, nhưng mà hắn cũng có thể nhìn ra, Phú Giang đối với Tiểu Vũ hảo. Tiểu Vũ cũng ngây ngẩn cả người, bất quá nàng cũng không có lên tiếng ngăn cản Phú Giang, nàng một mực đang tìm cái kia có thể trải đầu cho mình người, nàng cảm thấy người kia là Đường Tam, không phải Phú Giang. Đối với Tiểu Vũ, Phú Giang chính là hướng về phía, thất tình, đi, sự thật cũng chứng minh, hắn loại hành vi này có thể tăng lên cực lớn tự thân, thiên mệnh. Ngắn ngủi thời gian 6 năm, Phú Giang liền đem nguyên bản những cái kia thuật lần nữa tinh tiến, đối với hồn lực tu hành cũng là tiến triển cực nhanh. Hơn nữa hắn hai vị kia đếm được mộc phân thân cho hắn truyền lại trở về, thiên mệnh, cũng là không thiếu, trong đó lấy thiên đấu đế quốc Hyuga kính, vũ hồn điện thánh tử Uchiha Itachi, thất bảo lưu ly tông sắp là con rể Kimimaro ba người truyền cho nhau đưa cho hắn, thiên mệnh, nhiều nhất. Đến nỗi Phú Giang đến cùng có hay không đối với Tiểu Vũ động tâm. Tiểu Vũ quá nháo đằng, không thích hợp hắn, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy mình có thể tranh đến qua thế giới này thiên mệnh chi tử.
Giống như Naruto cuối cùng trở thành Hokage một dạng, dù là chính mình chế tạo khúc chiết nhiều hơn nữa, thế giới tuyến cũng có thể đem hắn sửa đổi tới. Hắn là đi qua Lâu Lan Long Mạch, có biết hay chưa chính mình đầu kia thế giới tuyến bên trong, Naruto ngăn trở ít đi rất nhiều. Ngay tại Phú Giang sắp đi ra cửa tửu điếm trong nháy mắt, một cái cuồng ngạo âm thanh xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Đi đem các ngươi quản lý gọi tới. Chương 35, đái mộc bạch ba lần. Một cái màu mắt không đồng nhất tóc vàng thanh niên cao lớn ôm trong ngực hai cái giống nhau như đúc song bào thai, bước nhìn như hư phủ bước chân đi đến, trên mặt anh Tuấn mang theo phóng đãng không bị trói buộc nụ cười. Phú Giang bước chân dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia tóc vàng thanh niên cao lớn. Tóc vàng, mắt xinh song sắc, tựa hồ cùng Tinh La Đế quốc bên kia có liên quan, Phú Giang đã từng phái ra qua một phân thân đi đến Tinh La Đế quốc, kết quả thường thường cũng là vô tật mà chấm dứt. Bên kia so với Thiên Đấu Đế quốc muốn mạnh hơn rất nhiều, giai cấp rõ ràng, có thể nói là thùng sắt một khối. Cho nên Mộc Phân Thân chỉ là đem một chút tình báo truyền trở về, tỉ như Tinh La Đế quốc tình huống căn bản, đủ loại thế lực các loại. Vị đại ca kia, dường như là chúng ta tới trước. Đường Tam thản nhiên nói, trong con ngươi thoáng qua một vòng ngưng trọng, bất quá cũng không có qua nhiều để ý, bằng vào hắn thực lực hôm nay, trong bạn cùng lứa tuổi ngoại trừ Phú Giang bên ngoài. Hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp đối thủ, thậm chí ngay cả đại sư đều nói, hắn có thể xưng cùng cảnh vô địch, đương nhiên, ngoại trừ Phú Giang bên ngoài. Vậy thì thế nào, tóc vàng thanh niên cao lớn đầu cũng không quay lại, chỉ là lạnh lùng mở miệng nói, hắn cho tới bây giờ cũng không có hướng người giải thích quen thuộc. Chẳng ra sao cả, nhường ngươi xéo đi, tiểu vũ cũng không giống như Đường Tam một dạng tính tình ôn hòa, một bức táo bạo lão tỷ bộ dáng. Trực tiếp mở miệng để cái này tóc vàng thanh niên cao lớn xéo đi. Lúc này Phú Giang đã cảm thấy cái này tóc vàng thanh niên cao lớn vẫn là người mang thiên mệnh người, mà lại là phụ thuộc vào Đường Tam cái này thiên mệnh chi tử trên người thiên mệnh người. Tương tự với Naruto bên người heo hưu điệp, cái này tóc vàng thanh niên cao lớn cũng hẳn là Đường Tam trợ lực một trong. Nghe vậy, tóc vàng thanh niên cao lớn cuối cùng xoay người, băng lãnh tà dị ánh mắt rơi vào trên người tiểu vũ, khẽ gật đầu. Rất tốt, rất lâu không người nào dám nói như vậy với ta, các ngươi trên thân cũng có hồn lực ba đồng, cũng hẳn là hồn sư a, vậy các ngươi liền cùng tiến lên tốt, đánh thắng được ta, ta lập tức đi ngay, bằng không, liền muốn xin các ngươi biểu diễn một chút lăn cái chữ này. Tóc vàng thanh niên cao lớn âm thanh lạnh lùng nói, đồng sự trong ngực hắn song bảo thai thiếu nữ cũng không nhịn được si mê mà cười, cũng không có một điểm lo lắng ý tứ. Mười phần khôn khéo rời đi tóc vàng thanh niên cao lớn ôm ấp hoài bão, thối lui đến một bên nhìn lên trò hay. Sau đó quản lý đại sảnh liền hoang mang rối loạn bận rộn chạy ra, lau trên trán hán, bắt đầu ở nơi nào điều giải mâu thuẫn, bất quá hắn một người bình thường, rõ ràng không cách nào điều giải hồn sư ở giữa mâu thuẫn. Mà Phú Giang cũng từ đối thoại giữa bọn họ nghe được ra, cái này cao lớn thanh niên tóc vàng họ đới. Tinh La Đế quốc hoàng tộc nhưng chính là họ đới. Bất quá vì cái gì Tinh La Đế quốc hoàng tộc sẽ đến Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội một cái tiểu thành thị? Những vấn đề này sau này đều sẽ nhận được giải đáp, bây giờ Phú Giang còn cần bảo hộ chính mình thiết lập nhân vật. Nhường ngươi lăn, ngươi liền lăn. Phú Giang đột nhiên xuất hiện ở vị kia đối thiếu trước mặt, hồn lực ngưng kết tại lòng bàn tay, lấy quái lực phương thức oanh ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp để vị này đối thiếu đụng nát đại đường cửa xoay, bay ra ngoài. Phú Giang ca, kỳ thực ngươi không cần tới, ta cùng Tam ca liền có thể đem cái này ra hỏa xử lý. Tiểu Vũ cười tùm tìm nói, mang tính lựa chọn không nhìn Phú Giang ân cần bộ dáng. Mà Phú Giang cũng không có để ý Tiểu Vũ bộ dáng này, đối với hắn mà nói, hắn thật sự đã thành thói quen. Bạch Hổ, phụ thể, gầm lên giận dữ từ ngoài cửa truyền đến, vị kia đối thiếu đột nhiên vọt vào, trên thân bao trùm lấy bạch sắc quang mang, sau lưng có đứng thẳng người lên Bạch Hổ hư ảnh. Ngực nghe lên, xương cốt toàn thân một hồi keng keng vang dội, cơ bắp bành trướng nhô lên, đem quần áo trên người chống lên, nguyên bản đầu đầy tóc vàng lúc này trở nên hắc bạch tương cận, chỗ trán có một cái chữ vương, hai tay cũng tăng lớn hai chén nhiều, hóa thành hổ trảo. Chỉ là hắn bộ dáng lúc này mặc dù nhìn qua uy vũ, thế nhưng xốc xách quần áo, lồng ngực ra trưởng ấn, cùng với thở nặng hô hô khí tức lại có vẻ chật vật như vậy. Lúc này đái mộc bạch dưới chân chậm rãi dâng lên ba cái hồn hoàn, lượng vàng một tím. Dạng này hồn hoàn phối trí cũng không có để Đường Tam cùng Tiểu Vũ kinh ngạc, dù sao hai người bọn họ là gặp qua vạn năm vòng thứ nhất,
loại này tình cảnh nhỏ tự nhiên không có cái gì hảo kinh ngạc. Đái Mộc Bạch, võ hồn Bạch Hổ, 37 cấp chiến hồn tôn. Đái Mộc Bạch lúc này cũng nói không ra cái gì xin chỉ giáo các loại, hắn bây giờ chỉ muốn lấy lại danh dự, hắn thấy, vừa mới là bởi vì Phú Giang đánh lén hắn, hắn thậm chí ngay cả võ hồn cũng không có mở. Lan, Phú Giang khẽ quát một tiếng, một cái lắc mình lần nữa đi tới Đái Mộc Bạch trước mặt, trong lòng bàn tay hồn lực tia sáng bạo động, quái lực lần nữa bộc phát. Lúc này Đái Mộc Bạch chỉ là nhìn thấy một hình bóng xuất hiện ở trước mặt mình, cơ thể căn bản không kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến, hắn thậm chí ngay cả hồn kỹ cũng không có tới kịp dùng, liền bị Phú Giang một chưởng lần nữa đánh ra ngoài. Ngào ô, một tiếng gào thét lần nữa truyền đến, đồng thời còn có hồn kỹ phát động âm thanh. Đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ hộ thân chướng. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ ma thần biến. Tại hai cái trạng thái loại hồn kỹ ra chỉ Đái Mộc Bạch lần nữa vọt vào, hắn lúc này càng thêm uy vũ, nhưng cũng càng thêm chật vật, áo đã pha toái, khóe miệng cũng chảy tiên huyết. Phú Giang hắn đã hạ thủ lưu tình, ngươi không nên được voi đòi tiên. Đường Tam đột nhiên lên tiếng nói, hắn biết Phú Giang thực lực, cho nên hắn cũng không muốn để Phú Giang đánh ra chân hỏa, vạn nhất một cái thất thủ đem cái này Đái Mộc Bạch giết, vậy thì phiền toái. Mặc dù Phú Giang trên người có thánh tử lệnh, giết một cái nho nhỏ hồn tôn cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái, nhưng Đường Tam bọn người là tới cầu học, không phải tới giết người. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ liệt quang ba. Rõ ràng, Đái Mộc Bạch cũng không có nghe vào, trực tiếp phát động thứ hai hồn kỹ, trên người màu vàng hồn hoàn đồng thời lóe lên, từ Đái Mộc Bạch trong miệng phun ra một đạo kim hoàng sóng ánh sáng. Phú Giang xuất hiện lần nữa tại Đái Mộc Bạch trước mặt, trong tay quái lực lần nữa bộc phát, Đái Mộc Bạch lần nữa bay ra ngoài. Đây đã là lần thứ ba, Đái Mộc Bạch coi như có ngốc, cũng biết trước mắt cái này dễ nhìn thiếu niên thực lực phi thường khủng bố, hắn thậm chí đều không mở ra võ hồn, liền đem hắn đánh bay ba lần, lần thứ ba thậm chí phá vỡ hai cái trạng thái loại hồn kỹ tăng phúc ở dưới chính mình, còn cắt đứt chính mình thứ hai hồn kỹ. Lần này Đái Mộc Bạch che ngực, khí tức không thuận, trong miệng huyết dịch chảy xuôi, cũng không có trọng thương gì, chỉ là chảy ngoài ra, hắn biết, cái này tên là Phú Giang thiếu niên nương tay. Phú Giang, cái tên này có chút quen thuộc a. Đái Mộc Bạch sửng sốt, sau đó bắt đầu nhớ lại chính mình nghe được cái tên này là vào lúc nào. Đái Mộc Bạch, ngươi chờ, chờ ta huynh đệ Phú Giang trở về. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mã Hồng Tuấn cái kia hèn mọn âm thanh phảng phất lần nữa ở bên tai hiện lên. Đái Mộc Bạch sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên. Lúc đó hắn vừa mới gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện, tự nhiên muốn lập uy, Oscar một cái phụ trợ hồn sư, hắn không thể động, cùng là cường công hệ hồn sư Mã Hồng Tuấn liền trở thành đối tượng lập uy của hắn. Một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ sau đại chiến, Mã Hồng Tuấn mặc dù chỉ có 19 cấp, nhưng cũng cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn, hắn thậm chí hoài nghi Mã Hồng Tuấn đệ nhất hồn kỹ là ngàn năm hồn hoàn ban cho. Đơn giản mạnh đáng sợ, nếu như không phải đẳng cấp áp chế, hắn đều không nhất định có thể đánh bại Mã Hồng Tuấn. Phú Giang, Mã Hồng Tuấn hắn nhắc qua ngươi. Đái Mộc Bạch biết, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hơn nữa chính mình là bị đường đường chính chính đánh bại, hắn tâm phục khẩu phục. Mập mạp, ngươi là Sử Lai Khắc học viện học sinh. Phú Giang nhíu mày, sau đó chậm rãi nói. Chương 36, Shrek học viện, Sử Lai Khắc học viện. Phú Giang lần nữa về tới địa phương quen thuộc này, trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm khái, nhìn xem trước mặt cũ nát học viện, không khỏi khẽ nhíu mày. So mấy năm trước, Sử Lai Khắc học viện càng thêm cũ nát. Ta cảm giác tên gian thương kia chính là đang lừa ngươi, coi như Phú Giang tiền của anh nhiều, cái kia cũng không chịu được lãng như vậy phí a. Tiểu Vũ còn tại nơi nào líu díu, líu lo không ngừng, dù sao nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Flender, cho nên cũng không nhận ra. Mà Đường Tam cùng Phú Giang đã không phải là lần thứ nhất thấy. Mặc dù Flender đã biểu thị muốn đem khối kia tấm tinh đưa cho Đường Tam, nhưng Đường Tam vẫn là trả tiền. Trong lòng hắn, một mã là một mã, hơn nữa khối kia tấm tinh cũng quả thật giá trị cái giá tiền kia. Mặc dù hắn dùng chính là Phú Giang tiền, nhưng Đường Tam biết, Phú Giang đã chân chính đem hắn trở thành bằng hữu chân chính ở giữa là không cần tính toán rõ ràng như vậy. Hắn có một lần muốn còn cho Phú Giang lần trước mượn tiền, kết quả Đường Tam bị Phú Giang cái kia hơi hơi nheo lại đôi mắt hù dọa, sau đó hắn liền sẽ không đề cập qua loại sự tình này.
đó là Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng, hơn nữa viện trưởng về sau không phải đã đem khối kia tấm tinh đưa cho chúng ta sao? Đường Tam có chút xấu hổ cười, mười phần kiên nhẫn đối với Tiểu Vũ giảng giải. Nhưng vào lúc này, Phú Giang bọn người gặp được một cái người quen. Tóc vàng đái mộc bạch lộ ra ngay ba cái hồn hoàn, giống như một cái tay chân đồng dạng đứng ở nơi đó, để những cái kia yêu cầu trả lại phí báo danh phụ huynh toàn bộ chùn bước. Lúc này đái mộc bạch cũng nhìn thấy Phú Giang bọn người, nheo mắt, toàn thân một cái giật mình, trên người hồn hoàn cũng thu về. Cửa ra vào Lý Úc Tùng cũng nhìn thấy Phú Giang, tràn đầy rãnh mặt già bên trên trong nháy mắt bị nụ cười chiếm lĩnh. Hai cái tiểu quái vật, các ngươi rốt cuộc đã đến, Flender lão quỷ hôm qua đợi các ngươi một đêm, thế nhưng là một đêm đều không có chợp mắt a. Lý Úc Tùng cười ha ha lấy, sau đó liền muốn đem hai người để vào học trong nội viện. Một cử động kia để nguyên bản bị đào thải hài tử nhìn thấy, trong nháy mắt vỡ tổ, giống như cái mông như lửa nhảy ra ngoài. Dựa vào cái gì bọn hắn không cần khảo thí, đây là tấm màn đen. Đứa bé kia chỉ vào Phú Giang cùng Đường Tam, thanh sắc câu lệ, nhưng ở Phú Giang xem ra, chính là một cái tôm tép nhãi nhép ở nơi nào lẩm bẩm. Hắn cũng không có từ nơi này trên người của hài tử cảm thấy có thiên mệnh tồn tại, đứa bé này chính là thông thường không thể thông thường hơn nữa người bình thường. Loại này người bình thường thực sự rất nhiều nhiều nữa, Phú Giang chỉ là nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù ở hồn thú bên trong cũng là cực kỳ cổ quái tồn tại. Chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện hàn ý, chính là quái vật học viện. Theo lý thuyết, chúng ta ở đây chỉ lấy quái vật, không nhận người bình thường, niên linh vượt qua 13 tuổi, hay là hồn lực không có đạt đến 21 cấp trở lên, cũng không cần ở đây lãng phí thời gian. Lý Úc Tùng quay đầu đối với đứa bé kia lạnh mặt nói, thái độ đơn giản khác nhau một trời một vực, bất quá đây chính là đặc quyền, thiên tài đặc quyền. Sau đó trên người hắn bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức mạnh mẽ. Một cây có vô số chi tiết đường vân dài căn xuất hiện ở trong tay phải của hắn, sáu cái hồn hoàn từ dưới chân của hắn chậm rãi dâng lên, quang mang rực rỡ lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Trắng, vàng, tím, 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 đen, trên 60 cấp hồn đế cấp khí tức cường giả ầm vang bộc phát, áp chế chung quanh tất cả mọi người khí tức, bức bách bọn hắn đột nhiên lui lại mấy bước, chỉ có Đường Tam cùng Phú Giang cũng không lui lại nửa bước, hai người tố chất thân thể đã cường đại đến cực hạn. Tự nhiên không có khả năng bị chỉ là khí tức bức lui. Cái gì, hai người bọn họ đã 21 cấp, ta không tin, tuổi của chúng ta không sai biệt lắm, dựa vào cái gì hồn lực của hắn lại so với ta cao hơn nhiều như vậy. Đứa bé kia cố nén sợ hãi trong lòng, lần nữa lên tiếng nói, tiêu chuẩn diễn viên quần chúng lên tiếng, còn có một loại không ăn được nho thì nói nho xanh ý vị. Mà Phú Giang từ trước đến nay không có hướng những người bình thường này giải thích quen thuộc, trực tiếp bước vào học viện. Đồng thời một cái vóc người nóng nảy nữ hài tử chăm chú nhìn Phú Giang bóng lưng. Nữ hài tử kia nhìn qua so Tiểu Vũ còn nhỏ hơn tới một điểm, mái tóc đen dài xõa trên vai, hơi cúi đầu, làn da vô cùng trắng nõn, dáng người căn bản vốn không giống như là ở độ tuổi này chắc có. Cùng với một người mặc đơn giản quần dài trắng, cho người ta một loại vô cùng sạch sẽ cảm giác, lưu loát ngang tai tóc ngắn, chiều cao so Tiểu Vũ muốn thấp hơn một chút. Phú Giang liếc mắt liền nhìn ra, đây là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu ma nữ, Ninh Vinh Vinh. Nhìn cốt đấu la cổ rong cho mình trên thư nói, là tiểu ma nữ cảm thấy tiểu xương cốt gần nhất cũng không cùng nàng thân cận, hờn dỗi trực tiếp chạy ra ngoài, hơn nữa rõ ràng biểu thị, nếu như tiểu xương cốt không tự mình đến tìm nàng, nàng liền vĩnh viễn cũng sẽ không lý tiểu xương cốt. Rất rõ ràng, nàng tiểu xương cốt cũng không có muốn tới tìm nàng ý tứ. Nàng tiểu xương cốt bây giờ đang bận cùng Hyuga kính cùng một chỗ soát thiên đấu thái tử Tuyết Thanh Hà độ thiện cảm đâu, Hyuga kính chủ công, Kimimaro trợ công. Các ngươi đi theo ta, một hồi, ta mang các ngươi khảo hạch, đái mộc bạch mở miệng nói, nhìn về phía Phú Giang thời điểm, rõ ràng chần chờ một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói, da đầu của hắn hơi tê tê, dù sao nhập học đệ tứ khảo hạch, thế nhưng là cùng mình đối chiến. Nghĩ tới đây. Đái mộc bạch tóc càng tê, nhưng vì mặt mũi, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, nhiều nhất một hồi lại bị đánh một trận. Phú Giang đã đi vào, Đường Tam đám người cùng đái mộc bạch bắt đầu trò chuyện, có thể là bởi vì Đường Tam trên thân cái kia cỗ bình dị gần gũi khí chất, đái mộc bạch đối với cái này hôm qua cùng mình từng có ăn Tết Nam Hải cảm giác không tệ, cũng không có nhiều như vậy oán khí.
tài nghệ không bằng người là sự thật, Đái Mộc Bạch cũng sẽ không vô năng cuồng nộ. Phú Giang, nghe tên gian thương kia nói, hôm nay sẽ cho chúng ta một kinh hỉ, người biết là kinh hỉ gì sao? Tiểu Vũ nhìn xem Đường Tam cùng đầu kia dâm hổ nói chuyện rất đầu nhập, không khỏi tức giận gồ lên miệng, giống như hamster một dạng, tức giận đối với Phú Giang mở miệng nói. Không phải ngươi lý giải cái chủng loại kia kinh hỉ, khả năng cao là vì khảo nghiệm thực lực của ta mà chuẩn bị khảo hạch. Phú Giang lập tức trả lời, có một chút như vậy liếm chó ý tứ, mặc dù hắn không có lộ ra liếm chó tư thái, thế nhưng loại cảm giác cổ quái, ai cũng có thể nhìn ra. Cái này 10 phần cao lãnh Phú Giang, đối với Tiểu Vũ vô cùng để bụng. Khảo hạch, để ai khảo hạch, đầu kia dâm hổ, Tiểu Vũ cổ quái nhìn một chút Đái Mộc Bạch, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch lườm Tiểu Vũ một mắt, hắn cái này dâm hổ xưng hào là trích không xong, mặc dù hắn phong lưu một điểm, nhưng cũng không giống mập mạp một dạng cái gì đều ăn. Không phải là hắn, khả năng cao là viện trưởng bản thân, hoặc phó viện trưởng. Phú Giang lắc đầu, không phải hắn xem thường Đái Mộc Bạch, thật sự là Đái Mộc Bạch thực lực thật sự không đáng chú ý. Bây giờ Phú Giang chỉ bằng vào cái này phân ra mấy đạo phân thân bản thể, toàn lực ứng phó, cũng đủ để cùng một vị hồn đế chém giết. Người viện trưởng kia bao nhiêu cấp A? Người có nắm chắc hay không A? Tiểu Vũ phảng phất 10 vạn câu hỏi vì sao đồng dạng, biến thành người khác đã sớm phiền không được rồi, nhưng Phú Giang vẫn như cũ vô cùng kiên nhẫn. Flender viện trưởng là hồn thánh, 77 cấp chiến hồn thánh, võ hồn là miêu ưng, thuộc về mẫn công hệ, nhưng lực công kích so với thông thường cường công hệ hồn thánh cũng không yếu. Phú Giang kiên nhẫn giải thích nói, sau đó nhìn thấy Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, chỗ cổ tay chữ vật hồn đạo khí tia sáng lóe lên, một ly đóng gói tinh xảo đồ uống xuất hiện tại Phú Giang trong tay, bị Phú Giang đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhận lấy cái ly này đồ uống, nàng vừa mới đúng là khát. Phú Giang như thế chi kỳ. Tiểu Vũ quay đầu nhìn một chút Đường Tam, trong lòng có điểm ủy khuất. Ca, ta đói. Tiểu Vũ quay đầu cắt đứt Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch trò chuyện. Tiếng nói vừa ra, một cái hơi có vẻ hèn mọn âm thanh 10 phần đột ngột xuất hiện. Bán lạp xưởng, bán lạp xưởng, nhìn một chút, nhìn một chút. Oscar bài lạp xưởng, vị Mỹ hương ngọt, lợi ích thực tế số lượng lớn. Chương 37, thiên mệnh chi tử nghịch thiên khí vận. Nhìn xem cái này mọc ra một cặp mắt đào hoa đại thúc, Phú Giang cảm thấy thiên mệnh ba động, cũng hẳn là tương tự với heo hưu điệp tồn tại. Đại thúc, làm phiền ngươi cho ta hai cây. Đường Tam vô cùng có lễ phép mở miệng nói, đồng thời đưa ra đồng hồn tệ, dù sao chỉ là lạp xưởng, thuộc về ven đường ăn vặt. Trước mắt Phú Giang, Đường Tam, Tiểu Vũ trong ba người, cũng chỉ có Đường Tam có đồng hồn tệ. Nghe vậy, cái kia mặt của đại thúc sắc trong nháy mắt cứng ngắc. Phảng phất nhận được cái gì vũ nhục một dạng, cả người đều hóa đá. Ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Cái kia đại thúc đánh vỡ hóa đá, thần sắc vẫn như cũ có chút cứng ngắc mở miệng nói. Ta gọi ngài đại thúc A, có vấn đề sao? Đường Tam cũng sừng sốt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thời đại này lễ phép một chút cũng có vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Huynh đệ, ta năm nay mới 14 tuổi, ngươi vậy mà bảo ta đại thúc. Vị kia bán lạp xưởng đại thúc cười khổ nói, hắn cũng rất bất đắc dĩ, nếu như hắn không cạo râu, thì sẽ là cái dạng này. Sau đó Đái Mộc Bạch đi lên trước, dùng nắm đấm uy hiếp vị đại thúc này, đám người cũng biết vị đại thúc này tên, Oscar, cũng là sử lai khắc học viện học sinh. Sau đó Đái Mộc Bạch dẫn dắt mọi người đi tới lần thứ tư khảo hạch địa điểm, vừa mới đi vào sân bãi, liền thấy một cái đối với Phú Giang tới nói thân ảnh có chút quen thuộc. Triệu Vô Cực thấy được Phú Giang, trong hai mắt lóe lên một vòng tinh quang, giống như sói đói gặp được con thỏ, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, thân hình của hắn không cao, tướng mạo bình thường, nhưng nhìn qua cực kỳ rắn chắc, rõ ràng so Đường Tam cái này 12 tuổi hài tử còn muốn thấp hơn một chút chiều cao, vậy mà cho người ta một loại cực kỳ hùng tráng cảm giác. Vai rộng bàng giống như là cậy mạnh, sắt thép đổ bê tông tầm thường hùng tráng cơ bắp cơ hồ muốn nứt vỡ áo khoác, cả người đứng ở nơi đó. Liền có thể cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Tiểu quái vật, người rốt cuộc đã đến, Flender lão quỷ thế nhưng là đợi ngươi một đêm không ngủ a. Triệu Vô Cực vừa cười vừa nói, ánh mắt sắc bén, không có chút nào vừa mới nhìn thấy hắn lúc cái kia cô ôn hòa cảm giác. Mặc dù hắn rửa tay gác kiếm nhiều năm, nhưng mà bất động minh vương tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Dù cho quy ẩn nhiều năm,
cái kia cỗ khí thế cường đại cùng lực áp bách vẫn như cũ không có yếu bớt chút nào. Triệu lão sư, Phú Giang hơi hơi nheo lại con mắt, trên người chiến ý cũng tại bộc phát, phảng phất đã không kịp chờ đợi muốn thử nghiệm một chút chính mình cùng bất động minh vương Triệu Vô Cực ở giữa rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Rất tốt, rất tốt, ngoại trừ hai cái này tiểu quái vật bên ngoài, còn có ba cái đều vượt qua 25 cấp, không tệ, không tệ, xem ra năm nay tiểu quái vật không thiếu đi, ta đây là cửa ải cuối cùng, thông qua khảo nghiệm của ta, các ngươi liền có thể chính thức trở thành sử lai khác trong học viện nghị viên. Bất quá khảo nghiệm của ta cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua, kinh nghiệm thực chiến là mỗi một cái hồn sư thực lực nhất định phải có, ta chỗ khảo hạch, chính là các ngươi ở phương diện này năng lực. Triệu Vô Cực công thức hóa mở miệng nói, ánh mắt của hắn một mực đặt ở Phú Giang trên thân, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết bây giờ tiểu quái vật này thực lực đến tột cùng đến loại tình trạng nào. Vạn năm vòng thứ nhất ha, từ hồn sư cái nghề nghiệp này sinh ra bắt đầu. Hắn chưa từng nghe nói qua có cái gì có thể đem vạn năm hồn hoàn xem như chính mình đệ nhất hồn hoàn. Sau khi nói xong, Triệu Vô Cực từ quần áo dây đeo bên trong lấy ra một cây nhang, ngón tay tại đầu nhang bên trên một túm, cái nào cây hương trong nháy mắt nhóm lửa, hơi hơi trong nháy mắt, hương đã cắm vào mặt đất, hơn nữa không có chút nào run rẩy. Làm xong những thứ này, Triệu Vô Cực một lần nữa ngồi về trên ghế của mình, nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt. Đường Tam bọn người nhưng là bắt đầu thảo luận tới chiến thuật, Phú Giang ngay tại một bên nghe, không nói không rằng. Các người trước tiên biết nhau một chút, tuôn ra tên của mình cùng năng lực, nhìn một chút như thế nào phối hợp mới có thể tốt nhất ngăn cản Triệu lão sư khảo thí. Đái Mộc Bạch đề nghị, sau đó mịt mờ nhìn về phía Phú Giang, hắn phi thường tò mò Phú Giang thực lực, dù sao tại đệ nhất trong khảo hạch, Lý Úc Tùng trực tiếp liền để Phú Giang cùng Đường Tam tiến vào học viện. Hôm qua Thiên Phú Sông cũng chỉ là tay không tấc sắt đem hắn đánh bại, không cần nói hồn hoàn cùng cấp bậc, liền xem như Phú Giang võ hồn, hắn đều không biết. Nghe vậy, đám người gật đầu một cái. Ta gọi Đường Tam, khí võ hồn Lam Ngân Thảo, 30 cấp hệ thống điều khiển chiến hồn sư. Đường Tam thứ nhất mở miệng, trong tay xuất hiện một gốc mang theo kim sắc đường vân Lam Ngân Thảo, đồng thời hai cái màu vàng hồn hoàn trên dưới lưu động. Cái thứ hai hồn hoàn phía trên ẩn ẩn có tử sắc quang mang lưu truyền. Hắn thứ hai hồn hoàn cũng là Flender mang theo Phú Giang cùng hắn đi trong tinh đấu đại xâm lâm săn thú, xuất từ một gốc 980 năm xung quanh dây leo quỷ, đưa cho hắn một cái tên là sống nhờ hồn kỹ, còn tăng lên thật nhiều Lam Ngân Thảo trình độ bền bỉ. Tiểu Vũ, thú vũ hồn con thỏ, 29 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Tiểu Vũ nhìn xem Đường Tam, nháy nháy mắt sau đó. Thứ hai cái mở miệng giới thiệu chính mình, đỉnh đầu hai cái lỗ tai thỏ khẽ động động một cái, vô cùng khả ái, dưới chân cũng xuất hiện hai cái trăm năm hồn hoàn. Ninh Vinh Vinh, khí võ hồn thất bảo lưu ly tháp, 26 cấp hệ phụ trợ khí hồn sư. Ninh Vinh Vinh do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra, trong tay xuất hiện một tòa lưu quang bốn phía bảy tầng bảo tháp, nhìn qua hoa lệ đến cực điểm, hai cái trăm năm hồn hoàn cũng là chậm rãi dâng lên. Chu Trúc Thanh, thú vũ hồn U Minh Linh Miêu, 27 cấp bậc công hệ chiến hồn sư. Dáng người tên giờ hơi băng lãnh thiếu nữ vẫn lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt mở miệng giới thiệu chính mình, đồng thời thú vũ hồn phụ thể, đỉnh đầu mọc ra tai mèo, sau mông duỗi ra cái đuôi thật dài, hai cái trăm năm hồn hoàn từ dưới chân chậm rãi dâng lên. Phú Giang, bản thể võ hồn Sharingan, 39 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Làm Phú Giang tiếng nói rơi xuống. Tại chỗ ngoại trừ Đường Tam cùng Tiểu Vũ bên ngoài đám người nhao nhao nhìn về phía Phú Giang. Phú Giang hai con ngươi hóa thành đỏ tươi Sharingan, ba viên câu ngọc màu đen không ngừng xoay tròn, một cỗ khó tả khí tức tà ác đập vào mặt, khí thế trên người cũng trong nháy mắt bộc phát, dưới chân chậm rãi dâng lên ba cái hồn hoàn. Vàng, vàng, tím, tiêu chuẩn hồn hoàn phối trí, chỉ có Đường Tam cùng Triệu Vô Cực biết, đây chỉ là biểu tượng. Trên thực tế đây là ba cái đáng sợ màu đen vạn năm hồn hoàn. Ninh Vinh Vinh có chút kinh ngạc nhìn xem Phú Giang, tay nhỏ che miệng anh đào nhỏ, sau đó lại để xuống, mặc dù Phú Giang nhìn qua rất mạnh, tại cái tuổi này đã 39 cấp. Nhưng là mình tiểu xương cốt so Phú Giang càng mạnh hơn, tiểu xương cốt so Phú Giang nhỏ hơn một tuổi nhiều, cũng đã 35 cấp, đệ nhất hồn hoàn mãi cho đến đệ tam hồn hoàn cũng là màu tím ngàn năm hồn hoàn. Thậm chí đệ tam hồn hoàn vẫn là 9.000 năm hồn hoàn, màu tím bên trong lộ ra một vẻ màu đen, kiếm ra ra cùng xương cốt ra ra đều cảm thấy bọn hắn bảo thủ,
hẳn là để tiểu xương cốt trực tiếp hấp thu vạn năm hồn hoàn. Nghĩ tới đây, Ninh Vinh Vinh khóe môi không khỏi hơi hơi dương lên, bất quá sau đó nghĩ tới tiểu xương cốt vậy mà vài ngày cũng không có bồi chính mình chơi, tự mình đi thời gian dài như vậy, tiểu xương cốt cũng không có tìm đến mình. Nàng liền vô cùng tức giận, nguyên bản mỉm cười gương mặt xinh đẹp lại bắt đầu tức giận, tiểu vũ nhìn xem cái này luyện tập chờ mặt một dạng Ninh Vinh Vinh, thần sắc có chút cổ quái. Thất bảo lưu ly tháp, chính là cái kia được xưng toàn lục địa tối cường hệ phụ trợ thất bảo lưu ly tháp. Tiểu vũ hoảng sợ nói, không có rồi, kỳ thực ta cùng tất cả mọi người một dạng. Lúc này Ninh Vinh Vinh còn tại đóng vai cô gái ngoan ngoãn nhân vật, cho nên nói ra mà nói cũng vô cùng thục nữ. Mặc dù bị tiểu vũ như thế quấy dày một cái, bầu không khí sống động không thiếu, nhưng mọi người ánh mắt đại bộ phận vẫn như cũ rơi vào Phú Giang trên thân. Tiểu tam, vị này, Phú Giang, lớn bao nhiêu? Đái Mộc Bạch có chút ngốc lăng kéo qua đường tam, khổ tâm mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng hắn hay là muốn hỏi một chút, có thể nói là không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Phú Giang hắn năm nay 12 tuổi, so với ta nhỏ hơn một điểm, so tiểu vũ lớn một chút. Đường tam thành thật trả lời, nói ra lần nữa chấn kinh đám người. Một mực tại chớp mắt Triệu Vô Cực khóe miệng hơi hơi dương lên, là hắn biết tiểu quái vật này sẽ chấn kinh tất cả mọi người. Dáng người bốc lửa băng lãnh thiếu nữ Chu Trúc Thanh hơi hơi nheo lại đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Phú Giang, phảng phất muốn từ Phú Giang trên thân nhìn ra đồ vật gì đồng dạng. Nàng quan tâm chỉ có thực lực, Phú Giang cái tuổi này nắm giữ thực lực như vậy. Nàng muốn biết Phú Giang là như thế nào để thăng thực lực bản thân. Phú Giang cũng nhìn thấy Chu Trúc Thanh, hắn biết Tinh La Đế Quốc có một cái họ Chu thế gia, truyền thừa võ hồn chính là U Minh Linh Nhiêu. Sau đó Phú Giang lại liếc mắt nhìn Đường Tam, thầm nghĩ trong lòng không hổ là thiên mệnh chi tử, bây giờ toàn bộ đấu la đại lục bên trong đỉnh tiêm thế lực truyền thừa người vậy mà lại tụ ở dạng này một cái nho nhỏ tác thác thành. Tinh La Đế Quốc hoàng tộc cùng Chu gia, thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, hạo thiên đấu la chi tử, 10 vạn năm hồn thú. Đối với cái này, Phú Giang chỉ có thể đem hắn phân loại làm thiên mệnh chi tử nghịch thiên khí vận. Chương 38, bất động minh vương Triệu Vô Cực. Đến đây đi, kèm theo Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, chiến đấu chính thức bắt đầu. Phú Giang cùng Đường Tam đối mặt một cái chớp mắt, sau đó Phú Giang trong nháy mắt xông lên phía trước, trong tay hồn lực tập trung một điểm trong nháy mắt bộc phát. Quái lực, kim hào quyền, nhìn thấy Phú Giang quyền thượng có quang mang nở rộ, Triệu Vô Cực thần sắc cứng lại, hắn biết tiểu quái vật này là thuộc con nhím, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức cũng không thể xem thường, bằng không thì tuyệt đối sẽ thất bại. Đệ nhất hồn kỹ, bất động minh vương thân, Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, bên ngoài thân kim quang ngoại phóng, lấy hắn làm trung tâm, phương nguyên trong vòng 3 mét, lập tức xuất hiện một cỗ lực phản chấn. Kim hào quyền trong nháy mắt liền đã đến Triệu Vô Cực trước mặt, lực lượng khổng lồ cũng mang tới cường đại lực phản chấn. Phú Giang trong nháy mắt liền bị cỗ này lực phản chấn đánh bay ra ngoài, nhưng Phú Giang lại giống như mèo con đồng dạng tại trên không thay đổi thân thể, cổ chân tá lực, rơi vào mười mấy mét có hơn bên trên đại địa. Đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, Đường Tam cũng không có nghĩ tới dùng thể thuật tới ngăn chặn Triệu Vô Cực, cùng một cái cường công hệ hồn thánh so đấu thể thuật, cái kia thực sự không phải một người bình thường chắc có tư duy. Phú Giang ngoại trừ, hồn lực của hắn không chế quá mạnh mẽ. Khai phá ra một loại tên là quái lực hồn kỹ, đối bính sức mạnh mà nói, mẫn công hệ hồn thánh Flender đều không phải là Phú Giang đối thủ. Bốn phương tám hướng Lam Ngân Thảo trong nháy mắt biến hóa, muốn trực tiếp cuốn lấy Triệu Vô Cực, nhưng Triệu Vô Cực bất động minh vương thân còn tại thời gian kéo dài bên trong, những cái kia Lam Ngân Thảo căn bản không đến gần được Triệu Vô Cực, liền bị kim quang kia đánh sơ xác. Thất bảo nổi danh, một là lực, hai là tốc. Ninh Vinh Vinh âm thanh vang lên, mấy đạo tia sáng trong nháy mắt bay về phía Phú Giang Chu Trúc Thanh bọn người. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp toát ra thất thải quang mang, Triệu Vô Cực mỉm cười, đột nhiên nhảy lên, hai tay nắm đấm chỉ hướng mặt đất, lực lượng khổng lồ để mặt đất tấm gạch vỡ vụn, một đạo kim hoàng năng lượng từ dưới đất xuyên qua, thẳng đến Ninh Vinh Vinh mà đi. Đường Tam con ngươi hơi co lại, trong tay Lam Ngân Thảo tăng vọt, trong nháy mắt đem Ninh Vinh Vinh cuốn lên, giúp Ninh Vinh Vinh tránh thoát lần tập kích này. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, Phú Giang kết ấn hét lớn. Đường Tam nghe được âm thanh sau đó, trong nháy mắt duỗi ra mấy đạo Lam Ngân Thảo, quấn lấy Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ,
Chu Trúc Thanh ba người né tránh. Một khỏa đường kính 3 mét hỏa cầu xông về Triệu Vô Cực trước mặt, nóng bỏng hỏa diễm để Triệu Vô Cực tóc đều quăn xoắn. Thứ hai hồn kỹ, đại lực kim cương trưởng. Triệu Vô Cực mặc dù đối với lực phòng ngự của mình vô cùng tin tưởng, nhưng hắn cũng không muốn khinh thường, vạn nhất lật ra thuyền, hắn tấm mặt mo này nhưng là ném đi được rồi. Tay gấu lập lòe kim quang, trong nháy mắt đánh tan cái kia đường kính 3 mét hỏa cầu. Tiểu quái vật, dừng ở đây a, để tam hồn kỹ, trọng lực đè ép, Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, trên người ngàn năm hồn hoàn bắt đầu lấp lóe, chung quanh bị một cỗ tử quang bao phủ, Phú Giang bọn người rõ ràng cảm thấy tự thân phảng phất đeo lên một bộ phụ trọng, tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Thứ hai hồn kỹ, thần hóa, Phú Giang khẽ quát một tiếng, trên người màu vàng hồn hoàn không ngừng lấp lóe, một cỗ năng lượng màu vàng óng đem Phú Giang bao quát. Trên thân cũng có câu ngọc hình dáng màu đen đường vân, nguyên bản màu đen tóc dài cỡ trung lúc này hóa thành kim hoàng sắc, phảng phất tơ lụa đồng dạng không ngừng phiêu đãng. Tương tự với tiên nhân hình thức, bất quá đây là hồn kỹ, so với tiên nhân hình thức đều có dài ngắn. Lôi thiết, phảng phất có mấy ngàn con lôi điều tại kêu to, kèm theo sấm sét đôm đốp thanh âm, thần hóa sau Phú Giang thi triển lôi thiết, vì lôi thiết bổ sung một tầng màu vàng lưu quang. Kim quang cùng lôi quang kêu gọi kết nối với nhau, nổi bật Phú Giang phảng phất giống như một tôn thần minh, thế nhưng cũng chỉ là bề ngoài rất tốt mà thôi, rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh, Phú Giang trong lòng rất rõ ràng. Hảo tiểu tử, thứ hai hồn kỹ liền có lực lượng như vậy, Triệu Vô Cực tán thưởng một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Phú Giang trước mặt, tay gấu phía trên kim quang đại phóng, đương nhiên đó là hắn thứ hai hồn kỹ, đại lực kim cương trưởng. Phú Giang trong tay lôi thiết trong nháy mắt in lên, đại lực kim cương trưởng cùng lôi thiết va chạm. Trong nháy mắt bạo phát ra cực lớn thanh thế, lôi đình giống như rắn độc một bên leo lên Triệu Vô Cực cơ thể, đồng thời lôi thiết đáng sợ lực xuyên thấu trực tiếp kích phá Triệu Vô Cực đại lực kim cương trưởng, thậm chí ngay cả bên ngoài thân bất động minh vương thân đều bị phá vỡ. Lấy điểm phá diện, a, lôi thiết uy lực rất lớn, hơn nữa lôi điện tạo thành đau đớn cũng không nhỏ, Triệu Vô Cực trực tiếp gầm rú lên tiếng. Sau đó bản năng sử dụng đại lực kim cương trưởng hung hăng bổ vào Phú Giang thần hóa sau hồn lực áo khoác phía trên. Phú Giang lần nữa bay ra ngoài, lần này hắn bay càng xa, khoảng chừng khoảng 30 mét. Thể nội ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí đồng dạng, nhưng cường đại năng lực tự lành trực tiếp khôi phục điểm ấy không đáng kể thương thế. Đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, đệ nhất hồn kỹ, eo cung, thứ hai hồn kỹ, u minh bách trảo, ba người nhắm ngay cơ hội. Trực tiếp ra tay đánh lén, chính vào Triệu Vô Cực lực cũ đã đi, lực mới không sinh lúc. Một đám danh con, uống, Triệu Vô Cực cười mắng một tiếng, sau đó thật cao giơ chân lên, đột nhiên giẫm một cái. Bất động minh vương thân lần nữa bộc phát, bắn bay Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, Lam Ngân Thảo cũng bị chấn vỡ. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước, Phú Giang trên không trung liền bắt đầu kết ấn, rơi xuống đất lúc cũng đã kết ấn hoàn tất. Một đầu cực nhỏ hỏa tuyến từ Phú Giang trong miệng phun ra, cùng vừa mới cái kia to lớn hỏa cầu thanh thế hoàn toàn không thể so sánh so sánh, nhưng biết một chiêu này Đường Tam trực tiếp nhảy mở, còn đem Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh ba người kéo ra. Nhìn thấy cái kia hỏa tuyến, Triệu Vô Cực khẽ nhíu mày, hắn không tin cái này nho nhỏ hỏa tuyến sẽ giống hắn nhìn thấy mặt ngoài một dạng bất lực. Đệ nhất hồn kỹ, bất động minh vương thân. Thứ hai hồn kỹ, đại lực kim cương trưởng. Đệ tứ hồn kỹ, định vị truy tung. Triệu Vô Cực liên thanh hét lớn, trên người hai cái trăm năm hồn hoàn không ngừng lấp lóe, một cái ngàn năm hồn hoàn cũng tại lập lòe phát diệu, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Mấy cái này tiểu quái vật hắn thu định rồi, nhưng cũng phải cấp bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phú Giang ngửi được một cỗ mật ong hương vị, bất quá hắn không có để ý, trong miệng hỏa tuyến rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một cái biển lửa, hơn phân nửa Sử Lai Khắc học viện đều bị thiêu hủy, hào hỏa diệt khước trong bùng nổ tâm Triệu Vô Cực trên thân cũng nhiều chỗ giấy lên ngọn lửa nhỏ, hào hỏa diệt khước so với lôi thiết yếu đi rất nhiều, dù sao một cái là A cấp nhẫn thuật, một cái là S cấp áo nghĩa, mặc dù có khi hào hỏa diệt khước cũng có thể bị tác dụng S cấp áo nghĩa hiệu quả, nhưng cả hai không thể so sánh nổi. Một cái là quần thể công kích, một cái là đơn thể công kích. Một cái là phạm vi tổn thương, một cái là lấy điểm phá diện. Tiểu quái vật, ta xem thường ngươi,
Triệu Vô Cực trên mặt có chút nhịn không được rồi, hắn vừa mới trực tiếp dùng hết 70 cấp hồn thánh hồn lực, bằng không thì hắn nói không chừng sẽ bị đốt thành gấu nướng. Đệ tam hồn kỹ, tiên hóa, Phú Giang trên người tử sắc hồn hoàn sáng lên, hắn đệ tam hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ hiệu quả giống nhau, bất quá thần hóa cùng tiên hóa có thể điệp ra sử dụng, hơn nữa thần hóa tương đương với vĩ thú chakra hình thức, tiên hóa nhưng là tiên nhân hình thức. Trung quanh tự nhiên năng lượng bắt đầu sao động, lúc này Phú Giang tương đương với mở ra võ hồn chân thân, tự thân thuộc tính bị thứ hai hồn kỹ thần hóa để thăng tăng vọt, trung quanh tự nhiên năng lượng cũng bị đệ tam hồn kỹ tiên hóa tụ tập. Độn thổ, thổ lưu bích, 10 ngón như hồ điệp xuyên hoa, trong nháy mắt kết ấn hoàn tất, hai tay hướng về phía đại địa vỗ, một đảo 2 mét dày cao 4 mét tường đất từ Phú Giang trước mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn Triệu Vô Cực công kích. Triệu Vô Cực đại lực kim cương trường đánh vào thổ lưu trên vách, thổ lưu bích phá toái, nhưng hắn đại lực kim cương trường cũng dừng ở đây rồi. Phú Giang hai con ngươi thoáng qua một vòng tia sáng, trong tay lôi quang bạo động, mấy ngàn con chim chóc líu lo thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này Triệu Vô Cực lực chú ý toàn bộ đều tại Phú Giang trên thân, không có cố kỵ sau lưng, trên thực tế hắn cũng không cần cố kỵ sau lưng, hắn coi như đứng ở nơi đó để Đường Tam các nàng đánh, các nàng cũng không phá được phòng. Trông sát, thấu cốt đinh, vung tay tiễn, tiền tài tiêu, càn khôn quyển, như ý châu, đủ loại đủ kiểu ám khí không ngừng từ Đường Tam trong tay bay đi, thẳng đến Triệu Vô Cực trung môn mở lớn sau lưng. Cảm thấy sau lưng ác phong đánh tới, Triệu Vô Cực trên mặt triệt để nhịn không được rồi. Đệ nhất hồn kỹ, bất động minh vương thân, danh con, các ngươi triệt để chọc giận ta. Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xem như bị đánh nhau thật tình, sau lưng tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, trước mặt thiên điểu minh ngâm thanh âm để cho người ta trong lòng run sợ. Lôi thiết, lần này lôi thiết không vẻn vẹn là thần hóa gia trì, còn có tiên hóa ngưng kết tự nhiên năng lượng, trong không khí điện ly tử ngưng kết ở lôi thiết phía trên, để lôi thiết uy lực càng hơn một bậc. Nhìn thấy cái này rõ ràng so vừa mới mạnh hơn một cái lôi thiết, Triệu Vô Cực giật mình trong lòng, vừa định từ tại chỗ nhảy lên, tránh né cái này một cái lôi thiết, nhưng dưới chân của hắn bị Lam Ngân Thảo kéo một cái, từng đạo Lam Ngân Thảo từ trên đùi của hắn mọc ra, đương nhiên đó là Đường Tam thứ hai hồn kỹ, ký sinh. Lam Ngân Thảo chỉ có thể để Triệu Vô Cực động tác chậm hơn một cái chớp mắt, nhưng Phú Giang muốn, chính là trong chớp nhoáng này cơ hội. Đệ lục hồn kỹ, đại địa toái nứt, Triệu Vô Cực trên người màu đen hồn hoàn tia sáng lóe lên, nếu như hắn không cần tiếp tục cường đại hồn kỹ công kích, hắn có thể thật muốn bị thương. Kèm theo Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, từ Triệu Vô Cực làm trung tâm, đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, phảng phất chấn động đồng dạng, một cỗ đáng sợ hồn lực cũng từ đất nứt ra trong khe bộc phát. Phú Giang đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị cái kia cỗ đáng sợ hồn lực đánh bay ra ngoài, phảng phất diều bị đứt dây đồng dạng. Đường Tam nhìn thấy Phú Giang đã mất đi ý thức, con mắt đỏ lên, trong tay một vệt kim quang xuất hiện, mười mấy khỏa kim sắc tiểu cầu theo hồn lực rót vào hóa thành nhỏ như sợi tóc kim châm. Chương 39, 29 cấp Mã Hồng Tuấn. Long tu châm, đường môn ám khí cuối cùng xếp hạng đệ bát, nhỏ như sợi tóc, chuyên phá nội gia hộ thể cương khí, tiến vào nhân thể sau tự động cuộn mình, vặn vẹo cơ bắp, như không thủ pháp đặc biệt, chỉ có đào thịt loại bỏ. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy chúng chiêu chỗ phảng phất có côn trùng là cắn đồng dạng, đau đớn vạn phần. Hai cái này tiểu quái vật bên trong, mặc dù Phú Giang rõ ràng càng mạnh hơn, nhưng mà Đường Tam những thủ đoạn kia giống như là một cái con nhím, đặc biệt đâm người. Bé nhím nhỏ, các ngươi, nằm xuống cho ta a. Triệu Vô Cực triệt để giận, hắn đã có thể tưởng tượng đến ngày mai Flender lão quỳ cùng với trong trường học đông đảo lão sư cười nhạo. Thứ hai hồn kỹ, đại lực kim cương trường. Lần này là toàn bộ công suất đại lực kim cương trường, cùng mấy lần trước tận lực giảm bớt hồn lực thu phát khác biệt, lần này là chân chính toàn lực, bạo phát ra 120% hồn lực. Nhảy lên thật cao, trên thân thứ hai hồn hoàn lập lòe không dứt, Triệu Vô Cực lúc này uy thế đã là hoàn toàn hồn thánh cấp bậc. Uống, Triệu Vô Cực đại lực kim cương trường trực tiếp bổ vào trên mặt đất, so với hắn vừa mới đệ lục hồn kỹ đại địa toái rách hiệu quả cường hãn hơn. Đại địa trong nháy mắt vỡ ra, vô số đá vụn bay tán loạn, cho là hồn thánh cấp cường giả một kích toàn lực, dù chỉ là công kích mặt đất, cái kia bộc phát dư ba cũng là không thể khinh thường. Đường Tam tất cả ám khí trực tiếp bị bắn bay, cả người cũng đổ bay ra ngoài. Tiểu Vũ,
chú Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cũng đều bị đánh bay đi qua. Khi tất cả kết thúc, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện đã có thể dùng cảnh hoang tàn khắp nơi, bộ mặt hoàn toàn thay đổi để hình dung. Bành, một tấm ván gỗ cho đạp ra, bị chôn ở phía dưới đáy Mộc Bạch lúc này chật vật không thôi, toàn thân cao thấp cũng là cho bụi, rất giống xây dựng tường thành khổ công. Khụ khụ khụ, làm cái gì vậy, hủy đi trường học sao? Đái Mộc Bạch không ngừng ho lấy, sau đó bắt đầu chửi bậy, bất quá hắn chửi bậy cũng là không phải không có lý, bất luận là Phú Giang Lôi Thiết, vẫn là Triệu Vô Cực toàn lực bộc phát đại lực kim cương trường, đối với Sử Lai Khắc học viện tới nói, cũng là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đột nhiên, một cái thân hình hơi có vẻ gầy gò, nhưng mười phần thân ảnh cao lớn xuất hiện, người kia mang theo một cái kính mắt, sắc mặt âm trầm, phảng phất có người thiếu hắn mấy trăm vạn kim hồn tệ một dạng. Hắn đương nhiên đó là Sử Lai Khắc học viện viện trưởng, 77 cấp bậc công hệ chiến hồn thánh, hoàng kim thiết tam giác một trong bay lượn chi giác, bốn mắt miêu ưng Flender. Triệu Vô Cực, ngươi có thể giải thích một chút đây là có chuyện gì sao? Flender cảm giác lòng của mình cũng phải nát, Sử Lai Khắc học viện là tâm huyết của hắn, là hắn suốt đời truy cầu, nhưng bây giờ. Cứ việc Sử Lai Khắc học viện vốn là rất cũ nát, thế nhưng cũng có thể được xưng là một cái học viện, mà bây giờ nhưng là đã biến thành một vùng phế tích. Nghe vậy, Triệu Vô Cực trong nháy mắt hoàng hồn, có chút cứng ngắc xoay người, nhìn về phía Flender. Ta, hắn, cái này, ta, Triệu Vô Cực nói năng lộn xộn, vừa mới có chút vui sướng tâm tình, lúc này lại trở nên u tối đứng lên. Còn không có đợi Triệu Vô Cực nói ra cái nguyên cớ, Flender trên người hồn hoàn đột nhiên bộc phát, võ hồn cũng là trong nháy mắt phụ thể, một bức hôm nay muốn ăn thịt gấu đâm thân bộ dáng. Chấm 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 chấm. Lúc này Đường Tam không tì vết cố kỵ hai vị hồn thánh ở giữa, đại chiến, hắn trực tiếp thấy được Tiểu Vũ không ngừng đánh phốc lấy bụi bặm trên người, trong lòng thở dài một hơi, sau đó nghĩ tới Phú Giang, vội vàng hướng trong trí nhớ, Phú Giang bay ra ngoài phương hướng chạy tới. Ước chừng đi ra ngoài chừng 40 thước, Đường Tam mới tại một đống trong tấm ván gỗ ở giữa tìm được Phú Giang. Nhìn xem Phú Giang cái kia, hôn mê, bộ dáng, Đường Tam bắt đầu dùng hồn lực dò xét Phú Giang thân thể, phát hiện cũng không có cái gì trở ngại sau đó, hơi hơi thở dài một hơi. Phú Giang, ngươi không sao chứ? Đường Tam trên tay xuất hiện một cỗ lục quang nhàn nhạt, trường tiên thuật phiên bản đơn giản hóa. Làm cái kia hiện ra lục quang bàn tay đặt ở Phú Giang trên thân sau đó 3-4 giây, Phú Giang trong nháy mắt tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại hắn liền thấy Đường Tam bộ kia bộ dáng mặt mày xám xịt. Không có việc gì, Phú Giang lạnh lùng mở miệng nói, sau đó quay đầu đi, thấy được đã, bình tâm tĩnh khí Flender. Tiểu quái vật, ngươi không sao chứ? Flender trên mặt mang nụ cười xu nịnh, cùng ngày hôm qua gian thương hình tượng đơn giản giống nhau như đúc. Đồng thời, sưng mặt sưng mũi Triệu Vô Cực cũng đi tới, một con mắt đã sưng lên đi, cũng may mắn chỉ có một con mắt sưng lên tới, bằng không thì hắn có thể thì trở thành mù lòa. Không có việc gì, Phú Giang lần nữa mở miệng nói, sau đó đứng lên, quanh thân hồn lực chấn động, bụi đất trên người bị hồn lực chấn động xuống, Phú Giang cả người lại trở nên không nhuốm bụi trần đứng lên. Đều do Triệu Vô Cực, ta chỉ là đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới hắn liền đem học viện biến thành bộ dáng này. Flender nụ cười có chút khổ tâm, hắn cảm giác phí tiền của mình đang rên rỉ, dù là hôm qua hắn từ Đường Tam nơi đó kiếm lời không thiếu kim hồn tệ. Trùng kiến một cái Sử Lai Khắc học viện, cũng không cần bao nhiêu tiền, nhưng Flender cái này thiết công kê, để hắn nhổ một cọng lông đều phải đau lòng nửa ngày. Trong này cũng có ta nguyên nhân, liền từ ta tới trùng kiến học viện A. Phú Giang mở miệng nói, trong tay xuất hiện một tấm nhìn qua liền xa xỉ đẹp hoa lệ viền vàng hắc tạp. Nhìn thấy cái này viền vàng hắc tạp, Flender con mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái này viền vàng hắc tạp bên trong không có tiền, tương tự với thẻ tín dụng một loại. Căn cứ hắn biết, loại này viền vàng hắc tạp, mỗi tháng thấp nhất hạn ngạch là 100 vạn kim hồn tệ, tầng trên cùng nhất ngạch hắc tạp, trước mắt toàn bộ đại lục bên trên, chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, Vũ Hồn Điện giáo hoàng, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tộc trưởng, hai đại đế quốc hoàng đế mới có, đến nỗi Hạo Thiên Tông tông chủ có hay không. Hắn không biết, hắn cũng không phải rất rõ ràng, dù sao hắn khuôn mặt thông thường thẻ tín dụng cũng không có, mặc dù hắn là một tên hồn thánh, nhưng loại này thẻ tín dụng nhìn cũng không phải cái gì hồn lực đẳng cấp. Cũng chính bởi vì hắn là một tên hồn thánh cường giả,
hắn mới có thể biết trên cái này đại lục còn có thẻ tín dụng loại vật này. Khụ khụ, cái kia, kỳ thực, viện trưởng có tiền. Ho nhẹ hai tiếng, Flender lấy đại nghị lực cự tuyệt Phú Giang hắc tạp. Nơi này có vài thứ là ta phá hư. Phú Giang mặt không thay đổi nói, đem trong tay viền vàng hắc tạp đưa cho Flender. Flender muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới sự lai khắc học viện quả thật là Triệu Vô Cực cùng Phú Giang cùng một chỗ làm hư, hắn liền chần chờ một chút. Nguyên nhân chính là phần này chần chờ, Phú Giang trực tiếp đem viền vàng hắc tạp cưỡng ép nhét vào Flender trong tay. Phú Giang biết, hôm nay bọn hắn có thể còn muốn tại Tác Thác Thành khách sạn bên trong đối phó một đêm. Phú Giang, Tam ca, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, sau đó là một cái đỏ rực. Gà béo thân ảnh nhào tới. Mã Hồng Tuấn, 29 cấp cường công hệ đại hồn sư, bằng vào hai cái 900 năm hồn hoàn tăng thêm, hắn bây giờ tu hành tiến độ so với những cái kia tiên thiên đầy hồn lực thiên tài cũng phân là không kém chút nào. Phú Giang quay đầu nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, hắn biết vì cái gì Mã Hồng Tuấn nhìn thấy hắn sẽ như vậy cao hứng, bởi vì chính mình mỗi lần nhìn thấy cái này người mang thiên mệnh gà béo, đều sẽ cho hắn một bút không nhỏ tiền tiêu vặt. Loại này trẻ con tâm tính gánh vác thiên mệnh người, hắn thích nhất, chỉ cần một điểm không đáng kể tiền tài, liền có thể thu hoạch lớn lượng hảo cảm giá trị. Hồng Tuấn, đây là Phú Giang đối với Mã Hồng Tuấn xưng hô, những người khác đều là xưng hô hắn là mập mạp, cho dù là Đường Tam cũng là như thế. Đây là cường sách, bất quá vừa vặn, ta lần này toàn không thiếu tiền, ta mời ngươi đi tiêu xái một cái. Mã Hồng Tuấn đầu tiên là nhìn chung quanh một chút hỏng bét cực độ hoàn cảnh, sau đó lông mày của hắn nhảy lên múa, hắn không phải một cái chỉ biết là ngồi mát ăn bát vàng người, hắn cũng biết được hồi báo cùng trả giá. Chỉ là hắn hồi báo cùng trả giá phương pháp có chút không đúng, bất quá tại trong thế giới của hắn, đây chính là một loại cực kỳ tốt hồi báo. Không đi, Phú Giang nhìn sang Tiểu Vũ phương hướng, sau đó cau mày nghiêm mặt nói. Nhìn thấy Phú Giang bộ dáng này, Mã Hồng Tuấn theo Phú Giang ánh mắt nhìn, liếc mắt liền thấy được Tiểu Vũ, chú Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, hắn không biết ba vị này tiểu mỹ nữ bên trong có cái kia bị Phú Giang nhìn chúng, nhưng hắn trong nháy mắt minh bạch Phú Giang ý nghĩ. Quay đầu, nháy mắt ra hiệu nhìn xem Phú Giang, trên mặt cái kia nụ cười bị ổi để cho người ta có chút không được tự nhiên. Chương 40, không có hảo ý 10 vạn năm con thỏ tinh. Bởi vì học viện bị hủy, cho nên cả học viện lão sư học sinh nhóm đều đi chung quanh nhà nông hộ đối phó một đêm, cũng là hồn sư, đương nhiên sẽ không có cái gì nuông chiều từ bé ra điêu ngoa tính cách. Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh, cùng Ninh Vinh Vinh ở chung với nhau Tiểu Vũ, rõ ràng cảm thấy Ninh Vinh Vinh có chút không đúng, hơn nữa nàng cảm giác Ninh Vinh Vinh có chút đạo đức giả, mặc dù không có chứng cứ, nhưng Tiểu Vũ trực giác vẫn là vô cùng chuẩn. Tại Sử Lai Khắc học viện trong phế tích ương, viện trưởng Flender bắt đầu phát biểu, một phen nói liên miên lải nhải sau đó, hắn vốn là muốn mang theo Đường Tam cùng Phú Giang cùng đi trong tinh đấu đại xâm lâm giúp Đường Tam săn bắt hồn hoàn. Nhưng mà nghĩ tới bây giờ Mã Hồng Tuấn, Oscar, Tiểu Vũ cũng đã 29 cấp, hơn nữa Đường Tam cũng biểu thị hắn không nóng nảy săn bắt hồn hoàn, dứt khoát hắn liền trực tiếp chờ lấy bọn hắn đều đạt đến 30 cấp cùng đi săn giết hồn thú. Trên thực tế Flender là không muốn như vậy. Dù sao Phú Giang bí mật một khi tiết lộ, tuyệt đối sẽ trên đại lục nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, nhất là bây giờ Sử Lai Khắc trong học viện, có Tinh La đế quốc hoàng tộc cùng thế gia, bên trên ba tông thất bảo Lưu Ly Tông. Tốt, hôm nay bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, tạm thời nghỉ định kỳ một ngày, các ngươi có thể đi thôn chung quanh, hoặc Tác Thác Thành đi loanh quanh, làm quen một chút học viện hoàn cảnh. Flender thao thao bất tuyệt xong sau, bắt đầu tuyên bố nghỉ định kỳ một ngày. Kế hoạch ban đầu cũng bị ép sửa chữa, chỉ có thể để bây giờ trong học viện 8 cái tiểu quái vật nhóm làm quen một chút. Cái này 8 cái tiểu quái vật bên trong, Flender coi trọng nhất Phú Giang, nhưng thương yêu nhất Mã Hồng Tuấn, dù sao cũng là chính mình đệ tử đích truyền. Hôm qua hắn nhận được thất bảo Lưu Ly Tông thư tín, trong đó cũng cho hắn một chút giáo huấn Ninh Vinh Vinh quyền hạn, Flender không để lại dấu vết liếc mắt Ninh Vinh Vinh một mắt, trong lòng đối với cái này tiểu ma nữ sự thích hơi có nghe thấy. Dù sao cũng là thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ thương yêu nhất nữ nhi, vị này tiểu ma nữ danh tiếng cũng đã truyền đến thất bảo Lưu Ly Tông ngoại môn, đệ tử ngoại môn miệng lại không còn nghiêm, cho nên tiểu ma nữ danh tiếng cũng liền truyền ra. Kèm theo Flender ra lệnh một tiếng, đám người trong nháy mắt buông lỏng xuống, sau đó hóa thành hai đợt người, hướng về Tác Thác Thành tiến phát. Phú Giang,
Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Oscar một đợt, nam sinh cuối cùng sẽ tụ tập cùng một chỗ thảo luận một vài thứ. Mặc dù Phú Giang một mực mặt lạnh, nhưng Mã Hồng Tuấn cũng không hề để ý, hắn cùng Phú Giang quen biết thời gian rất lâu, hơn nữa ở cùng một chỗ thời gian huấn luyện cũng không ngắn, cho nên cùng Phú Giang rất quen thuộc. Bằng hữu của mình bằng hữu, đó chính là bằng hữu, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, Oscar chỗ không tệ, mặc dù lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn đánh tơi bời Mã Hồng Tuấn một trận, nhưng không đánh nhau thì không quen biết ha. Đái Mộc Bạch cùng Phú Giang hàn huyên vài câu, mặc dù Phú Giang trả lời đại bộ phận cũng là một hai cái chữ, nhưng hắn biết, mập mạp trong miệng, Phú Giang, là một cái gánh vác lấy rất nhiều thứ người. Gánh vác sao, chính mình cũng gánh vác lấy một vài thứ a. Đái Mộc Bạch nhìn về phía Chu Trúc Thanh, hắn đã đại khái biết cái này Chu Trúc Thanh thân phận, nhất là nghe được tên của nàng sau đó, biến hóa thật lớn. Dường như là cảm thấy Đái Mộc Bạch ánh mắt, Chu Trúc Thanh nhìn về phía Đái Mộc Bạch, cũng nhìn thấy Đái Mộc Bạch ánh mắt rơi vào chính mình. Chu Trúc Thanh sắc mặt âm trầm xuống, nàng đã nghe Tiểu Vũ nói qua liên quan tới Đái Mộc Bạch sự tình, tại Tiểu Vũ trong miệng, Đái Mộc Bạch chính là một đầu dâm hổ. Trúc Thanh, ngươi cảm thấy Phú Giang như thế nào? 10 vạn tuổi cao con thỏ tinh bắt đầu không có hảo ý bố trí kế hoạch, nàng làm sao có thể nhìn không ra Phú Giang đối với ý nghĩ của mình, nhưng nàng đã có nàng Tam Ca, cho nên nàng muốn đem Phú Giang chào hàng ra ngoài. Ninh Vinh Vinh, đạo đức giả, mặc dù nàng không thích Phú Giang, nhưng nàng cùng Phú Giang là bằng hữu, hơn nữa Phú Giang trả lại cho mình có thể phong ấn khí tức cùng chân tướng phong ấn thuật, nàng cũng không thể hại Phú Giang. Cho nên chỉ còn lại Chu Trúc Thanh, vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp, mặc dù lạnh một chút, nhưng Phú Giang cũng rất lạnh a, này liền lộ ra vô cùng có vợ chồng cùng nhau. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, tựa hồ không rõ Tiểu Vũ là có ý gì. Mà Ninh Vinh Vinh lúc này đã nhìn rõ hết thảy, mặc dù chỉ là nhận biết không đến thời gian một ngày, nhưng Tiểu Vũ người tự tới làm quen này miệng rộng, hôm qua liền đem Phú Giang khen lên trời. Lại đem Đường Tam nói thành một cái bình thường đến cực điểm người bình thường. Mặc dù 30 cấp Đường Tam so sánh lên 39 cấp Phú Giang, cũng gọi là bình thường đến cực điểm, nhưng đối với so với những người bình thường khác, hoặc so sánh lên những thiên tài khác, vẫn là có thể xưng tụng một câu thiên tài trong thiên tài. Cố ý đem Phú Giang khen phóng lên trời, là vì để Chu Trúc Thanh đối với Phú Giang ấn tượng thay đổi xong, mặc dù vốn là không tệ, dù sao Phú Giang thực lực còn tại đó. Cố ý đem Đường Tam nói rất bình thường, là vì không để Chu Trúc Thanh cùng mình đối với Đường Tam sinh ra ý tưởng gì. Chậc chậc chậc, cũng chỉ có không tự tin tiểu nữ hài mới có thể làm như vậy. Mà nàng, cùng với nàng tiểu xương cốt, nghĩ tới thiên đấu hoàng nhà học viện bên trong những cái kia có hạ lưu vóc người đồ diêm dúa đê tiện, Ninh Vinh Vinh trên trán xuất hiện một cái thập tự. Bất quá nàng tin tưởng mình tiểu xương cốt thì sẽ không phản bội mình, nếu như tiểu xương cốt dám phản bội chính mình. Cái kia hai cái ra ra nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Hắn rất mạnh, Chu Trúc Thanh mở miệng nói, nàng có chút không rõ Tiểu Vũ ý tứ, mặc dù nàng nhìn qua rất tỉnh táo, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế chuyện phương diện này, nàng là xa xa không bằng Ninh Vinh Vinh. Vậy hắn đẹp trai không? Tiểu Vũ lộ ra nụ cười quỷ quyệt, nàng muốn tác hợp Phú Giang cùng Chu Trúc Thanh, đây là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ cần Phú Giang cùng Chu Trúc Thanh ở cùng một chỗ, nàng liền có thể cùng Tam Ca không cố kỵ chút nào ở cùng một chỗ. Soái, Chu Trúc Thanh nhíu nhíu mày, nàng lúc này cũng minh bạch Tiểu Vũ ý tứ. Bất quá nàng cảm giác hắn Tiểu Vũ cùng Phú Giang, Đường Tam quan hệ trong đó có chút kỳ quái. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Phú Giang ưa thích Tiểu Vũ ưa thích Đường Tam, mà Đường Tam. Chu Trúc Thanh nhìn không ra Đường Tam tâm tư, bất quá nhìn Đường Tam tựa hồ cũng rất quan tâm Phú Giang. Chu Trúc Thanh nghĩ tới một chút cổ quái hình ảnh, hơi đỏ mặt, nàng nghe nói qua một chút chuyện phương diện này. Phú Giang thuộc về mỹ hình, mà Đường Tam, tương đối chất phác trung thực, nhìn xem Chu Trúc Thanh đỏ mặt, không biết Chu Trúc Thanh nội tâm ý tưởng chân thật Tiểu Vũ mừng thầm trong lòng, đồng thời suy nghĩ chuyện này tuyệt đối có hy vọng. Tiểu Vũ, ta xem Phú Giang thật thích ngươi, hơn nữa ngươi cũng đã nói hắn ưu tú như vậy. Ninh Vinh Vinh đầy cõi lòng ác ý mở miệng nói. Nàng ưa thích loại này phá hư người khác chuyện tốt cảm giác, bất quá cũng giới hạn tại loại chuyện nhỏ nhặt này, đối mặt đúng nghĩa sự tình lúc, nàng vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Nghe vậy, Tiểu Vũ trong nháy mắt lúng túng,
quay đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh trong ánh mắt mang theo giận dữ. Khụ khụ, ta cùng Phú Giang quá quen, từ nhỏ đã cùng một chỗ, cùng huynh đệ một dạng, ngươi sẽ đối với ca ca của ngươi có cảm tình sao? Tiểu Vũ có chút hốt hoảng giải thích, nàng thật đúng là sợ Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hiểu lầm chính mình cùng Phú Giang quan hệ, cũng sợ thứ tin đồn nhảm này bị Đường Tam nghe được. Vạn nhất bị Đường Tam khúc gỗ kia nghe được thứ tin đồn nhảm này, vậy thì phiền toái. Cái kia cũng nói không chừng a, ngươi nhìn Phú Giang đẹp mắt như vậy, thực lực cũng mạnh như vậy, thiên phú lại tốt, mặc dù tính cách cùng nhân phẩm không biết như thế nào, nhưng ta cảm thấy cũng sẽ không quá kém, bằng không thì Tiểu Vũ ngươi cũng sẽ không đem Phú Giang khen phóng lên trời a. Ninh Vinh Vinh danh mãnh nói, sáng tỏ trong hai con ngươi lập lòe trò đùa quái đản thành công tia sáng. Chương 41, băng thanh ngọc khiết Phú Giang, Tác Thác Thành, đây là trước mắt Tác Thác Thành bên trong lớn nhất, quán rượu sang trọng nhất. Đối với loại này bên ngoài đồ vật, Phú Giang là không chút nào để ý, bất quá Tiểu Vũ tựa hồ vô cùng hưởng thụ những vật này. Trên thực tế Tiểu Vũ chỉ là hưởng thụ cùng Đường Tam cùng một chỗ thời gian mà thôi. Phú Giang không nghĩ tới người có tiền như vậy, lấy ra tạp tư thế đơn giản soái bảo. Oscar hai tay đặt ở nơi càm, giống con giòi một dạng uốn qua uốn lại. Mà Phú Giang cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, mặc dù chỉ là nhận biết không đến thời gian một ngày, nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra Phú Giang là loại tính cách này tương đối lạnh, lời nói tương đối ít người. Bọn hắn mặc dù không phải rất thích ứng, nhưng cũng không có bài xích Phú Giang, dù sao cường giả lúc nào cũng có đặc quyền. Có thể tại cái tuổi này đạt đến 39 cấp loại thực lực này, hơn nữa còn có thể để thân là hồn thánh bất động minh vương triệu vô cực toàn lực bộc phát. Loại thực lực này, bọn hắn đã không nhắc lên được cái gì ý tưởng phản kháng. Đúng, Tiểu Tam, ngươi tại sao không đi thu hoạch hồn hoàn a? Đái Mộc Bạch đột nhiên mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một chút không hiểu, hắn thấy, thu hoạch hồn hoàn loại chuyện này, là một khác đều không chỉ hoãn được. Nghe vậy, Đường Tam sững sờ, không để lại dấu vết nhìn Phú Giang một mắt. Hắn biết Phú Giang bí mật này không thể bại lộ, dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, có thể để hồn thú tiến hành hiến tế thủ đoạn này, đủ để trên đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu. Ta muốn đợi Tiểu Vũ các nàng đến 30 cấp sau đó cùng đi săn bắt hồn hoàn, ngược lại các nàng cũng đều 29 cấp, hơn nữa ta bây giờ tu luyện hồn lực cũng sẽ chậm rãi góp nhặt, nói không chừng đến lúc đó ta thu hoạch hồn hoàn sau đó, sẽ trực tiếp nhảy lớp đâu. Đường Tam tìm vô cùng kém chất lượng lý do. Đồng thời bắt đầu vì chính mình nhận được 9.000 năm hồn hoàn sau đó lấy được hồn lực tăng thêm làm nền. Ta cấp 40, ngày mai liền đi săn bắt hồn hoàn A. Phú Giang mở miệng nói, lời đã nói ra cũng chấn kinh mọi người ở đây. Đái Mộc Bạch trợn mắt hốc mồm, đã nói không ra lời, nhạt nhẽo há to miệng. Oscar sừng sốt, nhếch to miệng nhìn xem Phú Giang. Mã Hồng Tuấn trong miệng tràn đầy đồ ăn, hắn đã thành thói quen Phú Giang loại này đáng sợ thiên phú. Chu Trúc Thanh trên chiếc đũa mỹ thực rớt xuống, sau đó trong mắt nàng hỏa diễm dần dần bốc cháy lên, nàng tin tưởng trên thế giới này có thiên tài, nhưng nàng tuyệt đối không tin có người bằng vào thông thường tu hành phương thức, tại 12 tuổi thì đến được hồn tông cấp bậc. Tiểu Vũ nhưng là biểu thị đã quá quen thuộc, nàng cũng cho tới bây giờ cũng không có đem Phú Giang xem như người bình thường đối đãi. Ninh Vinh Vinh bưng kín miệng nhỏ của mình, không tự chủ được đem Phú Giang cùng mình tiểu xương cốt so sánh. Sau đó nàng liền phát hiện, tiểu xương cốt so Phú Giang nhỏ hơn một tuổi, hơn nữa tiểu xương cốt đệ nhất hồn hoàn là ngàn năm hồn hoàn, tuyệt đối so với cái này Phú Giang mạnh hơn rất nhiều. Nàng mang tính lựa chọn quên đi hắn tiểu xương cốt là tại 5 tuổi lúc thức tỉnh võ hồn. Ta có khi đang suy nghĩ, người đến cùng phải hay không nhân loại. Đường Tam nụ cười có chút khổ tâm, hắn biết mình là một thiên tài, hơn nữa đại sư cũng thường xuyên an ủi hắn, nói tiềm lực của hắn rất mạnh. So với Phú Giang cũng không kém chút nào, dù sao hắn là song sinh võ hồn, có thể cho hắn thứ hai võ hồn kèm theo 9 cái vạn năm hồn hoàn. Nhưng vấn đề là Phú Giang đệ nhất hồn hoàn cũng là vạn năm cấp bậc, hơn nữa Phú Giang rất nhiều gia truyền hồn kỹ, võ hồn đáng sợ đặc tính, sau này chênh lệch nhiều nhất bị rút ngắn, nhưng nếu như muốn siêu việt. Thật sự là quá, Oscar nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ để hình dung Phú Giang. Dù sao Phú Giang loại này tu hành tốc độ, đơn giản không thể dùng người để hình dung. Bọn họ đều là hồn sư, tự nhiên biết hồn sư tu hành rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ, giống Phú Giang loại này có thể tại cái tuổi này đạt đến loại thực lực này,
bọn hắn còn thật sự chưa nghe nói qua. Qua biến thái đúng không? Trước đây ta lần thứ nhất nhìn thấy Phú Giang thời điểm, cũng nghĩ như vậy, nhưng về sau thành thói quen. Mã Hồng Tuấn một bên ở trong miệng không ngừng nhai lấy đồ ăn, một bên cảm khái Phú Giang biến thái thiên phú. Ngươi là thế nào tu luyện? Thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Đái Mộc Bạch nụ cười có chút miễn cưỡng, hắn cảm giác chính mình thiên tài tên tuổi tên có chút không phù hợp thực tế. Ta cảm giác xong rồi, Phú Giang đồng dạng phần lớn thời gian đều đang huấn luyện thực chiến kỹ xảo, đối với hồn lực tu hành cũng chính là chuyện như vậy. Tiểu Vũ mười phần, hững hờ, nói, đồng thời âm thầm chú ý đến Chu Trúc Thanh ánh mắt. Nàng cũng không phải 3 phút nhiệt độ, vì đem Phú Giang chào hàng ra ngoài, nàng nhất thiết phải càng thêm cố gắng. Phú Giang một hồi bồi ta đi chơi một lát a, ta biết Tác Thác Thành khách sạn có. Mã Hồng Tuấn đầu tiên là nuốt xuống thức ăn trong miệng, sau đó bắt đầu mi phi sắc vũ, lời đã nói ra cũng là dị thường hèn mọn. Trong nháy mắt, toàn bộ trên mặt bàn tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không khí trầm mặc trong chúng nhân ở giữa tràn ngập. Phú Giang cũng nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, con mắt hơi hơi nheo lại, ánh sáng đỏ tươi từ hắn ánh mắt bên trong bộc phát. Sharingan trong nháy mắt xuất hiện, trong mắt lấp lánh tia sáng để Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt lông tơ nổ lên. Khụ khụ, ta đùa giỡn. Mã Hồng Tuấn ho nhẹ hai tiếng, sau đó chê cười nói, hắn biết Phú Giang một khi tâm tình chập chờn khá lớn lúc, võ hồn sẽ không tự chủ được xuất hiện. Người cái mập mạp chết bầm, Phú Giang thế nhưng là băng thanh ngọc khiết rất nhiều, sau này không nên mở loại đùa giỡn này. Tiểu Vũ cũng đã gặp Mã Hồng Tuấn, quen biết một đoạn thời gian, cũng thành công cùng Mã Hồng Tuấn trở thành bạn, cho nên nói chuyện cũng tùy ý một điểm. Sau đó Tiểu Vũ nhìn trộm nhìn về phía Chu Trúc Thanh, phát hiện Chu Trúc Thanh sắc mặt không có gì thay đổi, liền thở dài một hơi. Đúng đúng đúng, Phú Giang cùng Tam Ca một dạng, băng thanh ngọc khiết. Mã Hồng Tuấn gật đầu tất cả nhanh lên một chút ra tàn ảnh, hắn cũng là có chút đắc ý quên hình, hắn biết Phú Giang tới, những ngày an nhàn của hắn liền đến, không nói trước hắn đệ tam hồn hoàn, liền nói hắn sau này rốt cuộc không cần đi câu lan, hắn về sau liền đến đại tửu điếm. Hắn biết Phú Giang đối với không có tiền khái niệm, cũng không thích tiền, cho nên Phú Giang thường xuyên mời hắn đi ăn cơm, hơn nữa. Ngươi là bởi vì võ hồn nguyên nhân mới có thể như thế, không muốn bởi vậy để chính mình trầm luân. Phú Giang mở miệng nói, trong mắt hồng mang cũng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn tiếp tục lúng túng cười, có chút không đếm xỉa tới gật đầu một cái, hắn sao lại không biết những thứ này. Nhưng hắn thật là khống chế không nổi. Khụ khụ, cái kia, đái lão đại, một hồi hai ta đi thôi. Mã Hồng Tuấn ho nhẹ hai tiếng, sau đó nhìn về phía Đái Mộc Bạch, trong nháy mắt, cả cái bàn người đều nhìn về Đái Mộc Bạch. Trong đó Chu Trúc Thanh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Đái Mộc Bạch ánh mắt, giống như đối đãi một đống rác. Nàng đã từ Tiểu Vũ trong miệng biết được, dâm hổ, cùng, song bào thai, sự tình, hôm nay nàng có thể nhìn ra, Mã Hồng Tuấn tuyệt đối không phải lần đầu tiên mời Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch hơi sững sờ, sau đó lập tức nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Lan, người nghĩ gì thế? Sau này nói chuyện cẩn thận một chút, ta cũng không phải cái loại người này. Đái Mộc Bạch thanh sắc câu lệ, thần sắc cũng có chút hốt hoảng, chột dạ nhìn về phía Chu Trúc Thanh, kết quả phát hiện Chu Trúc Thanh sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo khinh thường cùng ác tâm. Ánh mắt này bên trong khinh thường cùng ác tâm để Đái Mộc Bạch trong lòng có chút nổi nóng, bất quá nghĩ đến là chính mình đã làm sai trước, còn đem nàng một người vô tình để qua Tinh La đế quốc, hắn thì nhịn xuống dưới. Ta hiểu, bất quá lần này ta đi cũng không phải cái gì thảo ổ, huynh đệ ta Phú Giang tới, hắn tính tiền, toàn bộ Tác Thác Thành mặc cho ngươi đi dạo. Mã Hồng Tuấn một bức không có đem chính mình làm ngoại nhân bộ dáng, mười phần dám túi vỗ vỗ bộ ngực của mình, mà Phú Giang cũng không có phản bác, một chút tiền tệ mà thôi, ra thế giới này liền không có người nhận, hắn tự nhiên sẽ không để ý. Chương 42, cần 6 vạn năm hồn thú. Sử Lai Khắc Học Viện. Đi qua thời gian một ngày, Flender cùng Triệu Vô Cực cùng với rất nhiều lão sư bằng vào tự thân cường đại tu vi, đem Sử Lai Khắc Học Viện khôi phục thất thất bát bát, chỉ là đem phòng ở lần nữa xây, trong phòng vẫn là vô cùng trống trải. Bọn hắn cũng không có đi thỉnh công nhân, dù sao thỉnh công nhân làm việc muốn tiền công, Flender chỉ là mua một chút nguyên vật liệu mà thôi. Hơn nữa hắn không có đi tham ô Phú Giang một cái đồng hồn tệ.
chỉ là hưởng thụ lấy một chút tại trong ngân hàng được tôn sùng là thượng khách cảm giác, cũng dẫn đến Triệu Vô Cực đều cảm giác được kẻ có tiền khoái hoạt. Sau đó, mỗi người các ngươi giao 100 kim hồn tệ đến phụ trách tài vụ Lý lão sư nơi đó. Phụ trợ loại hồn sư, trên chiến trường một khi không người bảo hộ nguy hiểm cực lớn, bởi vậy, chạy trốn là các ngươi thiết yếu tố chất. Oscar, Ninh Vinh Vinh, 20 vòng từ giờ trở đi, cơm trưa phía trước chạy không hết cũng đừng tới dùng cơm. Oscar dẫn đường, Flender phảng phất nhằm vào Ninh Vinh Vinh đồng dạng, trực tiếp mở miệng nói. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh trong lòng nhảy một cái, khẽ nhíu mày, bất quá nàng cũng không có phản bác, chỉ là gật đầu nói phải, đi theo Oscar sau lưng bắt đầu chạy vòng. Đồng thời Ninh Vinh Vinh cũng đối giữa nát xem thường, nàng tiểu xương cốt sẽ thời thời khắc khắc bảo hộ nàng. Suy nghĩ, Ninh Vinh Vinh không tự chủ nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình nơi ống tay áo, một cái không có chút nào bảo thạch trang trí, bộ dáng trắng hếu vòng tay. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh rời đi, Phú Giang biết, cái này tiểu ma nữ tuyệt đối sẽ không dựa theo Flender nói tới chạy 20 vòng, nói không chừng chạy đến nửa vòng, liền sẽ trực tiếp đi tác thác thành bên trong trắng trợn hưởng thụ. Mộc Bạch, quay đầu đem quy củ của học viện nói cho mới tới học đệ học muội. Flender một đôi mắt ưng lần nữa nhìn về phía Đái Mộc Bạch, chậm rãi mở miệng nói. Tốt viện trưởng, Đái Mộc Bạch cũng không có lời oán giận, dù sao mình là những học sinh này bên trong niên linh lớn nhất, mặc dù không phải tối cường. Nghĩ tới đây, Đái Mộc Bạch không khỏi nhìn trộm nhìn Phú Giang một mắt. Hôm nay tiết một, trời tối sau bắt đầu, Phú Giang cùng Đường Tam hai cái tiểu quái vật, đi theo ta. Nói xong, Flender liền quay người rời đi. Phú Giang cùng Đường Tam cũng đi theo Flender bước chân, không nhanh không chậm đi về phía phòng làm việc của viện trưởng. Nói là phòng làm việc của viện trưởng, trên thực tế rất đơn sơ, bởi vì là vừa mới trùng kiến, cho nên chỉ có một tấm gỗ thật cái bàn, mấy cái lung lay sắp đổ chiếc ghế. Có thể Flender cũng cảm thấy dạng này thật mất mặt, hắn liền trực tiếp mang theo Phú Giang cùng Đường Tam đi tới ban công, nhìn xem trời xanh mây trắng, khói bếp lượn lờ. Ngược lại là có như vậy mấy phần nhân gian vẻ đẹp ý tứ. Đại sư hắn còn tốt chứ? Flender mở miệng hỏi, hắn đã nửa năm chưa từng đi Nặc Đinh Thành, cho nên đối với đại sư tình huống trước mắt, cũng không phải rất xác định, bất quá đại sư dù sao cũng là hồn sư, không có khả năng phải đặc biệt gì nặng bệnh nặng. Lão sư rất tốt, Đường Tam mở miệng nói. Hai cái tiểu quái vật, đại sư đụng phải các ngươi, thực sự là quá may mắn. Flender khóe miệng không ức chế được dương lên, thậm chí đều phải cười ra tiếng, nhất là nhìn thấy Phú Giang thời điểm, hắn cảm giác Sử Lai Khắc học viện nhất định có thể lưu danh Sử Xanh, trở thành đệ nhất thế giới học viện, liền Vũ Hồn Điện đều phải đối với Sử Lai Khắc tốt nghiệp học sinh thèm nhỏ nước dãi. Bất quá Đường Tam cũng không kém, song sinh võ hồn, thứ hai võ hồn càng là Hạo Thiên Trùy, nghĩ đến hôm qua Thiên Hạo Thiên đấu la cường đại, Flender trong lòng càng thêm kích động. Hắn tin tưởng Đường Tam chỉ có thể so Hạo Thiên đấu la càng thêm cường đại. Chỉ là Đường Tam nhất định sẽ cùng Vũ Hồn Điện đối lập, dù sao Hạo Thiên đấu la thế nhưng là đem giáo hoàng Trùy trọng thương không càng, cuối cùng qua đời. Đây chính là giáo hoàng A. Đổi mấy cái khác phong hào đấu la giết giáo hoàng, lúc này có thể ngay cả cho cốt cũng không tìm tới. Ta gặp đại sư, mới là vận may của ta. Đường Tam rất biết cách nói chuyện, bất qua hắn nói cũng là nói thật. Tối thiểu nhất nếu như không có đại sư lời nói, hắn cũng không khả năng có được hôm nay những kiến thức này, đóng cửa làm xe là không thể thực hiện. Đương nhiên, Phú Giang cũng trọng yếu giống vậy, hắn có thể cảm giác được 900 năm hồn hoàn cùng 400 năm hồn hoàn chênh lệch, cứ thế mà suy ra, 1000 năm hồn hoàn cùng 9000 năm hồn hoàn chênh lệch chỉ có thể càng lớn. Ha ha ha, cũng là, bất quá thiên phú của các ngươi là trăm năm, không, ngàn năm khó gặp một lần. Tương lai các ngươi cũng nhất định đem bước vào đấu la điện, trở thành phong hào đấu la. Flender cười ha ha lấy, nhìn xem Phú Giang cùng Đường Tam ánh mắt, phảng phất tại đối đãi hai khỏa chú định trưởng thành lên thành đại thụ che trời cây giống đồng dạng, phá lệ bảo vệ. Viện trưởng quá khen, Đường Tam vô cùng khiêm tốn, đối với Flender vị này cùng mình lão sư đã từng đồng sinh cộng tử, hơn nữa tại hồn sư giới xông ra hoàng kim thiết tam giác danh hiệu trưởng bối, hắn vẫn là tôn kính vô cùng. Đây cũng không phải là cái gì quá khen, đúng, tiểu quái vật, người đã 30 cấp, chuẩn bị khi nào đi săn bắt hồn hoàn. Flender trong lòng vẫn còn có chút tính toán, Oscar cùng Mã Hồng Tuấn cũng đều 29 cấp, Mã Hồng Tuấn đệ nhất hồn hoàn chính là 900 năm cấp bậc,
đệ tam hồn hoàn, như thế nào cũng muốn làm một cái 9.000 năm cấp bậc A. Còn có Oscar, một cái tiên tiên đầy hồn lực thức ăn hệ hồn sư, trong tương lai tuyệt đối sẽ trở thành Phú Giang cùng Đường Tam một sự giúp đỡ lớn. Chúng ta chuẩn bị ngày mai liền đi, đang muốn xin ngài mang bọn ta đi trong tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn thú đâu. Đường Tam mở miệng nói, hảo, không có vấn đề, đại sư hắn nói qua người đệ tam hồn hoàn cần gì dạng hồn thú sao? Flender một lời đáp ứng, lòng tin tràn đầy mở miệng hỏi. Ta cần một cái 9.000 năm độc hệ hồn thú, tốt nhất là địa huyệt ma chu hoặc nhân diện ma chu, Phú Giang cần một cái 6 vạn năm xung quanh phi hành loại hồn thú. Đường Tam tiếp tục nói, tại suy nghĩ của hắn bên trong, Phú Giang hẳn là cần một đầu 6 vạn năm ánh chấp điểu, dạng này có thể tăng thêm Phú Giang tốc độ, còn có thể để Phú Giang nắm giữ năng lực phi hành. Nhưng mà ánh chấp điểu thực sự không dễ bắt giữ, nhất là vạn năm cấp bậc ánh chấp điểu, liền phong hào đấu la đều đuổi không kịp loại này hồn thú. Nghe vậy, Flender sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía Phú Giang, hắn có một cái lớn mật lại căn bản không dám tưởng tượng ý nghĩ, chẳng lẽ. Phú Giang, ngươi, Flender cổ họng có chút khô khốc, khóe mắt cũng hơi có chút run rẩy. Mặc dù hắn cảm thấy ý nghĩ này rất không có khả năng, nhưng vạn nhất là thật sự, cái kia toàn bộ đại lục bên trên, những cái gọi là thiên tài kia, đều phải xấu hổ. Ta cấp 40, căn cứ vào lão sư tư liệu, ta suy đoán chính mình tối đa chỉ có thể khống chế 6 vạn năm hồn thú. Phú Giang chậm rãi mở miệng nói ra Flender trong lòng cái kia không thể tin ý nghĩ. Nghe vậy, Flender có chút hóa đá, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Bỗng nhiên một chút từ trên ghế nhảy dựng lên, hai tay bắt lấy Phú Giang bả vai, thần sắc có chút điên cuồng. Phú Giang, ngươi thật đúng là một cái chính cống quái vật đa. Flender nói lắp bắp, kích động trong lòng lộ rõ trên mặt. Bất quá kèm theo kích động sau đó, chính là lo nghĩ. 6 vạn năm hồn thú, vẫn là phi hành loại hồn thú. Thân là hồn thánh hắn, tối đa chỉ có thể đối phó 3 vạn năm xung quanh hồn thú, 6 vạn năm hồn thú. Khi đó hồn đấu la cùng phong hào đấu la mới có thể săn giết tồn tại a. Nghĩ tới đây, hắn gặp khó khăn, dù cho tăng thêm Triệu Vô Cực, cùng với trong học viện toàn bộ lão sư, muốn săn giết một mực 6 vạn năm hồn thú, cũng là gần như không có khả năng chuyện. Các ngươi săn giết hồn thú ngày, có thể muốn rời lại, 6 vạn năm hồn thú. Ta cần phải đi tìm mấy cái giúp đỡ. Flender đột nhiên nghiêm mặt nói, hắn đã nghĩ tới một thân ảnh mỹ lệ, có lẽ chỉ có nàng. Tăng thêm chính mình cùng đại sư, mới có thể săn giết một cái 6 vạn năm hồn thú, lại thêm Triệu Vô Cực từ bên cạnh tiếp ứng, hẳn là không có sơ hở nào. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tại lý tưởng trạng thái dưới, trong tinh đấu đại xâm lâm thế nhưng là nguy cơ tứ phía, hắn còn cần một chút hậu chiêu, tại nhóm người mình thi triển tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ năng sau đó, còn có thể mang theo tiểu quái vật nhóm buồn bã rời đi. Ân, Phú Giang gật gật đầu, hắn không nóng nảy. Đường Tam cũng là gật đầu một cái, trong lòng cũng không có cái gì quá vội vàng sao động, hắn cũng nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt nghiên cứu một chút chính mình đường môn ám khí. Đúng, hắn đem đường môn ám khí dạy cho Phú Giang dùng nửa ngày thời gian, đem hắn đi qua sở học đại bộ phận ném mạnh ám khí kỹ xảo đều học xong. Chuẩn xác mà nói, hắn biểu diễn một lần, Phú Giang liền biết. Thậm chí Phú Giang còn cải tiến không thiếu. Để hắn cái này đường môn đệ tử quả thực là mở rộng tầm mắt. Đấu la thế giới ninja cân vớt. Chương 43 Kimimaro bằng hữu Hyuga kín. Thất bảo lưu ly tông. Mặc dù thất bảo lưu ly tông chủ điện so với giáo hoàng điện mặc dù kém một chút. Nhưng mà đơn thuần kiến tạo giá cả mà nói. 10 cái giáo hoàng điện cũng không sánh được thất bảo lưu ly tông chủ điện. Cái trước truy cầu xa hoa. Cái sau truy cầu rộng rãi. Thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ phong chí ngồi ở trên chủ vị, nhìn xem trước mặt một đầu tóc xám, giữa lông mày hai điểm màu son, mặt không có chút máu, mặc thiên đấu hoàng nhà học viện thiên đấu cấp học viên đồng phục, thân cao chừng khoảng 1m6 Kimimaro, trên mặt mang nồng nặc nụ cười. Hắn đã từ thiên đấu hoàng nhà học viện bên kia biết được, Kimimaro đã đạt đến cấp 36, 3 năm sau toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Thiên đấu hoàng nhà học viện nói không chừng sẽ thành công đánh vỡ vũ hồn điện liên quan ghi chép. Chữ phong chí tin tưởng Kimimaro nhất định sẽ trở thành phong hào đấu la, mà lại là so kiếm thúc cường đại hơn phong hào đấu la. Mặc dù kiếm thúc vẫn đối với Kimimaro cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt,
nhưng mà Kiếm Thúc cho tới bây giờ cũng không có phủ nhận qua Kimimaro thiên phú. Nói không chừng Kimimaro có thể đạt đến kia nhân gian tuyệt điên, cấp 99 tuyệt thế đấu la. Căn cứ vào Kiếm Thúc miêu tả, cấp 99 tuyệt thế đấu la cùng 98 cấp siêu cấp đấu la chênh lệch giống như lệch trời. Kiếm Thúc phụ thân, đời trước kiếm đấu la chính là 98 cấp siêu cấp đấu la, cùng vũ hồn điện cấp 99 tuyệt thế đấu la thiên đạo lưu một trận chiến, bại 10 phần triệt để. Nghĩ tới đây, chữ Phong Chí lại có chút lo lắng Kimimaro thiên phú sẽ bị để mắt tới. Hắn thậm chí không muốn để cho Kimimaro bại lộ tại vũ hồn điện dưới ánh mắt, để Kimimaro tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chuyện này, hắn đến bây giờ cũng đang lo lắng. Đến cùng là để Kimimaro đi tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, chấn nhiếp một chút vũ hồn điện cùng với những cái khác tông môn, vẫn là không để Kimimaro đi tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, một mực để Kimimaro tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc. Nhưng vấn đề là cái kia phong hào đấu la không phải tranh đi ra ngoài. Một cái không có tranh đấu qua phong hào đấu la, hắn không dám tưởng tượng cái này phong hào đấu la thực lực sẽ nhược hóa bao nhiêu. Mặc dù để Kimimaro bại lộ tại vũ hồn điện trước mặt sẽ đưa tới vũ hồn điện ám sát, nhưng hắn không tin vũ hồn điện bây giờ liền cùng thất bảo lưu ly tông vạch mặt. Hơn nữa Kiếm Thúc, Cổ Thúc hai vị phong hào đấu la bảo hộ Kimimaro, dù cho không địch lại, cũng có thể mang theo Kimimaro chạy trốn. Lữ Nhi, người tại thiên đấu hoàng nhà học viện, nhưng có thu hoạch. Chữ Phong Chí biết rõ còn cố hỏi, chữ Phong Chí không muốn để cho Kimimaro cảm giác mình tại giám thị hắn. Ta đã cấp 36, hơn nữa ta ở trong học viện quen biết rất nhiều bằng hữu, thực lực của bọn hắn đều rất mạnh, so tài lời nói, ta có khi không phải là đối thủ. Kimimaro mở miệng nói, nhìn không chớp mắt, cả người cẩn thận tỉ mỉ. Nghe vậy, chữ Phong Chí gật đầu một cái, nụ cười trên mặt cũng lớn hơn. Hắn cũng không hề để ý Kimimaro những cái kia, bằng hữu, thực lực rất mạnh, căn cứ hắn biết, những cái kia, bằng hữu, bên trong, một cái nhỏ nhất cũng so Kimimaro lớn 3 tuổi, hơn nữa Kimimaro đã nói, so tài lời nói, không phải là đối thủ. Nếu như là sinh tử chi chiến, chữ Phong Chí tin tưởng Kimimaro sẽ toàn thắng, dù sao Kimimaro cái kia, cùng giết cho cốt, thế nhưng là 10 phần kinh khủng. Vậy là tốt rồi, nhiều giao một người bạn. Cũng nhiều nhận biết mấy cái đối thủ, gặp phải mạnh hơn chính mình muốn đem hắn coi là muốn siêu việt mục tiêu, gặp phải yếu hơn mình cũng đừng xem thường bọn hắn, dù sao thiên phú của ngươi thế nhưng là chưa từng có ai. Chữ Phong Chí âm thanh 10 phần nhu hòa, cho người ta một loại đi tắm gió xuân cảm giác. Nghe vậy, Kimimaro gật đầu một cái, biểu thị mình biết rồi. Đồ nhi ngoan của ta a, có thể nghĩ chết phi sư. Cốt đấu la cổ rong giọng oang oang của vang lên, kèm theo tiếng cười to, âm thanh vừa mới truyền đến Kimimaro trong tai, cổ rong cũng đã đi tới Kimimaro bên người, nhìn mình cái này anh tuấn thiếu. Hài tử, trong lòng của hắn vô hạn tự hào. Sau đó kiếm đấu la Trần Tâm cũng tới đến đại điện bên trong, hắn liếc mắt Kimimaro một mắt, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, hắn có thể nhìn ra Kimimaro hồn lực lại tăng trưởng thêm. Đây là một chuyện tốt. Nhưng kiếm đấu la Trần Tâm Tâm bên trong lúc nào cũng có chút không thoải mái, mắt thấy cùng mình đấu cả đời lão hòa kế đệ tử như thế kinh diễm, mà hắn lại ngay cả một cái để mắt đệ tử cũng không có. Loại cảm giác này để kiếm đấu la Trần Tâm 10 phần khó chịu, ý niệm không thông suốt. Lẽ ra hắn đã đạt đến 96, chính mình lão hòa kế bất quá vừa vặn 95 cấp. Sư phó, kiếm gia gia, Kimimaro hơi hơi khom người, xem như hành lễ. Sau đó một cái nghiêng đầu, tránh thoát cốt đấu la cổ rong đánh lén. Đồ nhi ngoan của ta, để vi sư tới nhìn ngươi một chút phải chăng lười biếng. Nói, cốt đấu la cổ rong vừa mới đánh lén cánh tay kia trong nháy mắt hồn lực bạo động, một đầu dài 3 mét cỡ nhỏ cốt long xuất hiện, cùng Kimimaro chiến làm một đoàn. Chữ Phong Chí cũng lẳng lặng nhìn, hắn không lo lắng đại điện bị hư hao, ngược lại thất bảo lưu ly tông tài đại khí thô, không quan tâm điểm ấy hao tổn. Hơn nữa đại điện sử dụng tài liệu cũng không phải cái gì dễ dàng hư hại tài liệu. Đệ nhất hồn kỹ, xương vỏ ngoài áo giáp, Kimimaro trên người hồn hoàn hiện lên, ba cái màu tím hồn hoàn tản ra tử quang, giống như nhắm người mà là ma chu, nhiếp nhân tâm phách. Trong nháy mắt, Kimimaro trên thân xuất hiện một bộ kiểu dáng 10 phần kinh khủng áo giáp, chọn bộ áo giáp góc cạnh rõ ràng, khuỷu tay,
đầu gối chỗ đều có sắc bén cốt thứ, mũ giáp giống như ma thần, đỉnh đầu hai chi sừng rồng đồng dạng sắc bén vô cùng. Căn cứ vào Kimimaro nói ra, hắn hấp thu thứ hai hồn hoàn cùng đệ tam hồn hoàn cường hóa chính mình đệ nhất hồn kỹ. Cái này cũng là dựa vào đại sư tri thức, mới có thể danh chính ngôn thuận cường hóa chính mình xương vỏ ngoài áo giáp. Thứ hai hồn kỹ, dây sắt hoa chim múa. Kimimaro khẽ quát một tiếng, khôi giáp trong tay dần dần biến hóa, hóa thành một cây dài 3 mét cự hình cốt thương. Cự hình cốt thương cùng cốt long đầu người va chạm, phát ra cực lớn sắt thép va chạm thanh âm, cốt thương đầu thương nứt gãy, nhưng cũng trực tiếp kích phá cốt long đầu người. Bể tan tành cốt long hóa thành hồn lực tiêu thất, cốt đấu la cổ rong khiếp sợ nhìn mình đệ tử, nhếch to miệng, phảng phất không thể tin. Đệ tử của mình thậm chí ngay cả đệ tam hồn kỹ cũng không có sử dụng, liền trực tiếp kích phá hắn dùng hồn lực ngưng tụ ra cốt long. Mặc dù mình đầu này cốt long ngay cả mình sức mạnh một phần vạn cũng không có, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái cấp 36 hồn tôn có thể chống cự, bởi vì hắn đem đầu này cốt long đẳng cấp điều trở thành 50 cấp, so phổ thông phòng ngự hệ hồn vương lực phòng ngự càng mạnh hơn. Vậy mà vừa đối mặt liền bị kích phá. Bằng hữu của ta Hyuga kính nói qua, lấy điểm phá diện, nguyên bản yêu cầu hết sức sức mạnh mới có thể đánh tan, chỉ cần tìm được nhược điểm, một phần sức mạnh liền đủ để đánh tan. Kimimaro chậm rãi mở miệng nói, sau đó tản đi chính mình xương vỏ ngoài áo giáp. Nghe vậy, chữ phong chí bình phục một chút chính mình khiếp sợ nội tâm, tiểu gia hỏa này lúc nào cũng có thể cho chính mình, cho thất bảo lưu ly tông mang đến kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hắn biết Hyuga kính người này, là thái tử Tuyết Thanh Hà bên ngoài nhặt được một đứa cô nhi, tướng mạo tuyệt mỹ, cùng thái tử Tuyết Thanh Hà quan hệ qua lại rất thân, thậm chí bạn cùng bàn dùng bữa. Nhưng cái này Hyuga kính lại là một cái nam nhân, bởi vậy có nhắn lại truyền ra ngoài, nói thái tử Tuyết Thanh Hà cái tuổi này sở dĩ không đón dâu, là bởi vì thái tử có Long Dương chi hảo. Tuyết giả đại đế thậm chí gọi đến thái tử Tuyết Thanh Hà tự mình hỏi thăm, cuối cùng được biết, Hyuga kính nắm giữ một cái để cho người ta tuyệt đối tỉnh táo hồn kỹ, bất luận là học tập vẫn là xử lý chính vụ, đều có trợ giúp thật lớn. Cuối cùng Hyuga kính tự mình đi hoàng cung, thi triển cái kia hồn kỹ, Tuyết giả đại đế mới liền như vậy yên tâm, bất quá khi hắn nhìn thấy Hyuga kính lúc sừng sốt một chút, sau đó đem thái tử Tuyết Thanh Hà hôn sự đặt ở trong lòng. Gương mặt này vốn là hại nước hại dân, thời gian ngắn còn tốt, nhưng sau một quãng thời gian, Tuyết giả đại đế cũng không tin mình nhi tử có thể hay không bởi vậy. Đấu la thế giới ninja cân vớt, chương 44, ba cái tiểu hào, Ninh thúc thúc, Vinh Vinh đâu, Kimimaro nháy nháy mắt, biết mà còn hỏi. Nghe vậy, chữ phong chí mỉm cười, đây chính là hắn muốn thấy được, cũng là hắn muốn nghe đến. Nàng a bởi vì ngươi không bồi nàng chơi, nàng bây giờ cách nhà đi ra ngoài. Chữ phong chí vừa cười vừa nói, làm hắn nói đến nữ nhi của mình bỏ nhà ra đi lúc, bộ dáng có chút hững hờ, phảng phất thật sự không thèm để ý con gái nhà mình bỏ nhà ra đi đồng dạng. Nghe vậy, Kimimaro cao lãnh khí chất trong nháy mắt phá công, thần sắc dần dần lo lắng. Sau đó hắn thấy được chữ phong chí cái kia trương mang theo nụ cười nhàn nhạt khuôn mặt, phảng phất minh bạch cái gì, lần nữa khôi phục nguyên bản cao lãnh khí chất. Thế vậy, chữ phong chí gật đầu cười, hắn đối với mình cái này sắp là con rể càng rót đầy hơn ý, thực lực cùng thiên phú siêu tuyệt, đồng thời cũng không phải một cái không có đầu óc mãng phu. Đúng, ta đang muốn hỏi cái này sự kiện đâu, thanh tao. Người sao có thể yên tâm để Vinh Vinh ra ngoài? Hơn nữa chỉ phái hai cái hồn vương thủ hộ. Kiếm đấu la Trần Tâm lập tức sụ mặt nói, hắn biết Kimimaro ra ngoài cũng là có hồn đấu la cường giả đi theo. Mà nhà mình tiểu công chúa cũng chỉ có hai cái nho nhỏ hồn vương âm thầm bảo hộ. Hơn nữa nếu như không phải hắn cùng cổ rong không có thời gian mà nói, chữ phong chí thậm chí đều nghĩ để hai người bọn họ bên trong một người tự mình đi thủ hộ Kimimaro. Vinh Vinh không có nguy hiểm gì. Thất bảo lưu ly tông tên tuổi đã có thể chấn nhiếp phần lớn hồn sư, hơn nữa Vinh Vinh đã thuận lợi gia nhập sử lai khắc học viện. Chữ phong chí có chút buồn rầu, hắn biết mình vị này kiếm thúc thương nhất Vinh Vinh, hơn nữa 10 phần yêu chiều, dù là nghe được Vinh Vinh tiểu ma nữ danh tiếng cùng sự thích, hắn cũng lựa chọn làm như không thấy. Sử lai khắc học viện, một cái không có danh tiếng gì tiểu học viện, chẳng lẽ còn có thể có ta giáo hảo? Kiếm đấu la Trần Tâm vô cùng bất mãn mở miệng nói, trên thực tế sử lai khắc học viện cũng không phải không có danh tiếng gì,
Bây giờ Vũ Hồn Điện trẻ tuổi nhất trưởng lão chính là Sử Lai Khắc học viện xuất thân, còn có Thiên Đấu Hoàng nhà học viện bên trong có một cái ưu tú thiên đấu cấp giáo sư cũng là Sử Lai Khắc học viện xuất thân. Nghe vậy, chữ Phong Chí từ buồn rầu đã biến thành đau đầu. Chính mình vị này kiếm thúc rõ ràng tại mở mắt nói lời bịa đặt, cố tình gây sự, bất quá hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Kiếm gia gia, bây giờ dạy bảo ta Tần Minh lão sư cũng là xuất thân Sử Lai Khắc học viện, ta có thể để đi xem một chút Vinh Vinh sao? Kimimaro đột nhiên mở miệng nói, sau đó đưa mắt nhìn chữ Phong Chí trên thân. Nghe vậy, kiếm đấu la Trần Tâm sắc mặt càng khó coi hơn, một con lợn đang hỏi ngươi có thể hay không ủi chính mình khổ cực bồi dưỡng cải trắng, loại cảm giác này kiếm đấu la không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vinh Vinh nàng thực sự quá tùy hứng, để nàng đi lịch luyện một chút, tiểu ma nữ danh hào ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, nếu như một mực để nàng tùy hứng xuống, sau này càng sẽ để nàng coi trời bằng vung. Chữ Phong Chí chậm rãi mở miệng nói, hắn không hy vọng nữ nhi của mình tương lai trở nên ngang ngược càn rỡ, một cái ngang ngược càn rỡ tông chủ không cách nào phục chúng, cũng là không cách nào đem tông môn truyền thừa xuống. Điểm này hắn bị ai cũng tin tưởng, mặc dù có Kimimaro cái này tương lai siêu cấp đấu la, thậm chí cực hạn đấu la thủ hộ, nhưng tuổi thọ của con người cuối cùng cũng có cực hạn, hơn nữa cừu hận sẽ một đời lại một đời truyền thừa xuống. Ai có thể cam đoan thất bảo lưu ly tông trường thịnh không suy đâu. Ta sẽ bảo hộ nàng. Kimimaro nghiêm mặt nói, hắn không nghĩ tới thiên đấu hoàng nhà học viện cũng không ít người mang thiên mệnh người. Mặc dù cũng là chân muỗi, nhưng chân muỗi ít hơn nữa cũng là thịt, góp gió thành bão, tích cát thành tháp A. Nghe vậy, chữ Phong Chí nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra. Cái này cũng là vì Vinh Vinh hảo, bất quá nếu như ngươi có thời gian, có thể đi tác thác thành nhìn Vinh Vinh. Chính Vinh Vinh nếu như biết ngươi đi xem nàng, nhất định sẽ rất cao hứng. Chữ Phong Chí nói, chính xác, Ninh Vinh Vinh sở dĩ đi ra ngoài, cũng là bởi vì Kimimaro đi thiên đấu hoàng nhà học viện. Vốn là Ninh Vinh Vinh cũng nghĩ đi thiên đấu hoàng nhà học viện, nhưng khi nàng nhìn thấy có một cái vóc người bị ổi đại tỷ tỷ đang cấp Kimimaro đưa cơm, cả người nàng cũng không tốt, cùng Kimimaro cãi nhau lớn. Nói là cãi nhau lớn, trên thực tế chỉ là Ninh Vinh Vinh một người ở nơi nào đại hống đại khiếu, Kimimaro rất ít nói, chỉ là giải thích một lần, kết quả Ninh Vinh Vinh còn hai tay che lỗ tai, không ngừng nói ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Cho nên Ninh Vinh Vinh liền bỏ nhà ra đi, đi Sử Lai Khắc học viện. Đến nỗi cái kia dáng người bị ổi đại tỷ tỷ, Kimimaro bề ngoài mặc dù không bằng Hyuga kính, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng tụng anh tuấn. Hơn nữa cái kia cỗ cao lãnh khí chất 10 phần hấp dẫn người, huống chi Kimimaro tuổi còn trẻ cũng đã là thiên đấu cấp học viên, mặc dù không có gặp qua Kimimaro ra tay, nhưng cũng hấp dẫn một nhóm lớn nữ tính, trong đó lấy cái kia dáng người bị ổi đại tỷ tỷ cầm đầu, đối với Kimimaro triển khai nhiệt liệt truy cầu. Nhưng Kimimaro trực tiếp mở miệng cự tuyệt, dù sao hắn không có từ những người này trên thân cảm thấy dù là một chút xíu thiên mệnh. Mặc dù hắn cự tuyệt, thế nhưng một số người cũng không có dễ dàng buông tha, dù sao các nàng đều biết Kimimaro xuất thân thất bảo lưu ly tông. Trước đây Tống Quân Tê giải lữ tới thiên đấu hoàng nhà học viện lúc, là một vị phong hào đấu la tự mình đến tặng, thậm chí vị kia phong hào đấu la còn cùng ba vị hồn đấu la giáo ủy qua so chiêu. Cũng chính bởi vì như thế, các nàng mới biết được Kimimaro thân phận. Tần Minh lão sư hắn nói sẽ mang theo chúng ta đi mỗi cái thiên đấu đế quốc cảnh nội mỗi cái trong thành thị đấu hồn. Tăng thêm chúng ta kinh nghiệm thực chiến, trong đó có tòa thành thị, chính là Tác Thác Thành. Kimimaro không nhúc nhích mở miệng nói, phảng phất hồi báo đồng dạng. Vậy là tốt rồi, đúng, bây giờ ngươi chi kia chiến đội bên trong, trước mắt có thể cùng ngươi đánh hòa nhau, có bao nhiêu người. Cốt đấu la cổ rong mở miệng nói, nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua, bây giờ mấy người tại chỗ, có thể chỉ có kiếm đấu la Trần Tâm tương đối khó chịu. Nghe vậy, Kimimaro sững sờ, trong lòng âm thầm kế hoạch lên một ít chuyện. Có ba người, Hyuga kính bản năng chiến đấu mạnh mẽ quá đáng, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa phảng phất có thể thấy trước tương lai đồng dạng, lúc nào cũng có thể tránh thoát ta công kích, hơn nữa lúc nào cũng có thể tìm được nhược điểm của ta. Ngoặc kép chấm than, năm nay 15 tuổi, cùng Bích Lân đấu la quan hệ rất thân, có thể là Bích Lân đấu la đệ tử, trên người độc rắn phi thường khủng bố. Hơn nữa hắn võ hồn chính là lân trắng đại xà, cường độ cùng Lam Điện Phách Vương Long tương xứng, thậm chí càng cao hơn một chút, bằng vào cường đại độc rắn cùng võ hồn,
còn có cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn công kích, ta cùng với hắn đối chiến, thường thường thắng bại chia đôi. Broly, năm nay 16 tuổi, võ hồn mặc dù là băng vải, nhưng hắn là một cái cường công hệ hồn sư, mặc dù chỉ có 23 cấp, nhưng hắn có thể cùng ta đánh cái tương xứng. Kimimaro một hơi nói, ba cái tiểu hào cũng đã có riêng phần mình trốn trở về, nhưng hắn biết, coi như mình không nói, chữ phong chí cũng sẽ biết ba cái tiểu số tin tức, không bằng trực tiếp đều nói. Ba cái tiểu hào chỉ có Rockly không có chỗ dựa, nhưng Rockly cái này tiểu hào chính là một cái thuần túy công cụ người, dùng để thu hoạch một sóng lớn thiên mệnh công cụ người. Võ hồn băng vải, thế nhưng là băng vải kia có cái gì hiệu quả đặc biệt? Chữ phong chí trong lòng cả kinh, băng vải loại này võ hồn, bình thường đều là hệ phụ trợ, nhưng cái đó Rockly lại có thể trở thành một tên cường công hệ hồn sư, nói không chừng có thể ở trên người hắn nhận được một chút để hệ phụ trợ hồn sư thu được năng lực tự vệ phương pháp. Không có, chỉ là đơn thuần băng vải duy nhất hiệu quả chính là giảm đau, hắn là bằng vào thuần túy thân thể lực lượng cùng ta đối chiến, đồng thời thân thể tố chất của hắn thậm chí mạnh hơn nắm giữ Lam Điện Phách Vương Long võ hồn Ngọc Thiên Hằng. Kimimaro lắc đầu nói, nghe vậy, chữ phong chí trầm mặc lại, bất quá cũng không có quá mức để ở trong lòng, nếu như có thể chiêu mộ được Rockly tự nhiên tốt nhất, mời chào không đến cũng không quan hệ gì, thất bảo Lưu Ly Tông đã có một cây kình thiên chi trụ, tự nhiên không cần vội vã như vậy. Hơn nữa bằng vào thất bảo Lưu Ly Tông cường đại cùng giàu có, hắn cũng không lo lắng có người sẽ cự tuyệt thất bảo Lưu Ly Tông mời chào, huống chi cái kia Rockly cùng Kimimaro là một cái chiến đội chiến hữu.